Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Chuyện Bố Chồng của tác giả Nguyễn Quốc Khánh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện Hay 3s. Để ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Truyện Hay 3s, các bạn hãy bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Về nhà ngay. Bình vừa tai nạn, nặng lắm. Về ngay nhé. Cuộc điện thoại ngắn ngủi của anh Hoàng khiến cô choáng váng. Không biết đi đứng thế nào mà lại ra cớ sự như thế này. Anh Bình, chồng của Liễu, làm nghề xe ôm. Hai vợ chồng mới cưới nhau được 5 năm và có một cô con gái xinh xắn dễ thương. Cuộc sống khó khăn khiến cho cả hai vợ chồng đều phải lao mình vào kiếm tiền như một con thiêu thân. Liễu thì buôn bán ở chợ gần nhà. Cô bán đủ các loại mặt hàng, cứ gặp gì là cô buôn cái đấy. Cô nhận luôn cả chân ship hàng cho khách. Thời buổi này, bán hàng tận nhà đang chiếm ưu thế. Cứ ngồi ở chợ chờ khách đến thì chỉ có mà chết đói. 4 giờ sáng, Liễu đã dậy đến lò mổ, cách nhà 3 km để mua một phần bộ lòng bò và một bộ lòng lợn về cho anh Bình ở nhà sơ chế để bán. Trong lúc chờ đợi, Liễu lại chạy đi mua rau cỏ, mắm muối đủ loại về bày ra góc chợ. Cô có một danh sách khách quen, đã ghi cẩn thận họ mua hàng từ ngày nào. Cứ áng chừng họ sắp hết đồ là Liễu lại gọi điện hỏi. Cô cung cấp đủ hết mọi thứ, từ dưa cà mắm muối đến gạo nước. Thứ gì không có sẵn thì Liễu lại đi mua về để ship cho họ. Cứ mỗi loại như thế chỉ chênh lên 5-7 nghìn đồng thôi, cũng được một khoản đáng kể. Trong khi Liễu chạy chợ thì anh Bình đi làm xe ôm. Anh đứng ở đầu đường gần bến xe buýt. Một ngày ít cũng có 1 đến 2 người khách đến thuê chở đồ hoặc chở người. Mỗi ngày anh cũng kiếm được 100-200 ngàn. Cuộc sống của gia đình nhỏ ấy cứ bình an và khó nhọc trôi qua. Bé Tuệ Như ở nhà với ông nội. Bà nội mất sớm. Gia đình anh Bình có 2 anh em trai nên ông Thuần ở với anh Hoàng, vừa là chăm nom nhà cửa cho vợ chồng anh ấy đi làm công nhân, vừa cho phải đạo. Ở vùng quê này, người ta vẫn xem trọng anh cả. Vì thế vợ chồng Liễu phải dạt ra ở tại một khu đất ông Thuần mua rẻ được của một gia đình muốn chuyển vào Nam lập nghiệp. Hàng ngày ông Thuần ở nhà trông cháu cho cả nhà anh Hoàng và vợ chồng Liễu. Mỗi tháng dù không ai bảo, nhưng vợ chồng Liễu cũng gửi ông 2 triệu, coi như tiền trông nom để ông thêm thắt vào với vợ chồng anh Hoàng mua đồ ăn thức uống cho các cháu. Nói thế thôi, mình sống không biết điều là người ta nói cho vuốt mặt không kịp ngay ấy chứ. Hôm nay cũng như thường lệ, Liễu đi chợ từ sớm, còn anh Bình sau khi đưa con gái sang nhà ông nội cũng ra đầu đường chở khách. Vậy mà mới sáng sớm đã xảy ra chuyện thế này thì biết làm sao. Liễu cuống cuồng gọi điện lại cho anh Hoàng. Hàng em vừa bày ra chưa bán được tí nào đây này. Có nặng lắm không anh? Hay để em bán hết? Không được. Anh Hoàng cắt lời gần như gắt. Thím, phải về nhà ngay. Linh tính báo có điểm chẳng lành, Liễu vội vàng gửi người bạn chở bên cạnh rồi lên xe phóng về nhà. Liễu về đến nhà thì đã có rất đông người tụ tập ở đấy. Lòng cô nóng như lửa đốt. Bị tai nạn nặng, không mang đi bệnh viện mà lại mang về nhà thế này. Hay là... Liễu khóc giống lên, vứt cái xe máy nằm chồng chơ ở góc sân rồi chạy vào trong nhà. Khói hương nghi ngút khiến cô choáng váng. Ôi trời ơi! Anh Bình ơi! Sao lại ra cớ sự này cơ chứ? Anh tỉnh dậy đi mà! Anh Bình ơi! Tiếng khóc xé ruột của Liễu làm ai có mặt cũng phải ứa nước mắt. Mấy người đàn bà trong họ vội vàng đỡ cô ngồi bên cạnh thi thể chồng đã nguội lạnh. Sáng nay khi vừa ra khỏi nhà được một đoạn đường thì anh Bình bị một chiếc xe tải đâm trúng. Tài xế xe tải cũng không dừng lại mà bỏ chạy. Cú đâm quá mạnh khiến anh Bình tử vong ngay tại chỗ. Khi mọi người phát hiện ra thì anh đã không còn thở nữa rồi. Người quen của anh Hoàng mới điện thoại thông báo nên anh Hoàng mới là người biết đầu tiên. Lúc đó anh Hoàng cũng chưa đi làm nên vội vàng chạy ra hiện trường, cách nhà chừng hơn cây số. Phải mất một lúc lâu anh mới đưa được anh Bình về nhà. Cũng chẳng chờ công an làm gì, tài xế thì cũng chạy mất rồi. Có báo công an cũng không thể tìm ra, do đó là một đoạn đường đồng vắng người qua lại. Người chết thì cũng chết rồi nên anh Hoàng mới nhờ mọi người mang thi thể của em trai về nhà. Liễu đau đớn như đứt từng khúc ruột. Mới sáng nay thôi, hai vợ chồng vẫn bàn nhau cuối tháng lên chợ huyện mua một ít đồ dùng trong gia đình. Vì từ khi cưới nhau, vợ chồng anh cũng chẳng sắm sửa được nhiều. Vậy mà chưa kịp làm gì thì anh đã ra đi tức tưởi như thế. chẳng thể dặn dò vợ con lấy một cái lời. Cái cảm giác mất mát, hụt hẫng và đau đớn ấy khiến Liễu như phát điên phát rồ. Mặc tiếng khóc than, mặc những lời kể lể não lòng, anh Bình vẫn nằm im một cách đầy tàn nhẫn. Đám tang của anh Bình diễn ra khá chóng vánh do dịch giã cộng với việc anh ấy còn quá trẻ. Bố vẫn còn nên không thể để ở nhà lâu được. Xong xuôi tang sự cho chồng, Liễu ngồi thẫn thờ, không còn thiết làm ăn gì nữa. Giữa đường đứt gánh, cuộc đời cô rồi sẽ đi về đâu? Liễu còn quá trẻ, cái tuổi 24 phơi phới sắc xuân, vậy mà đã phải sống trong cảnh quá bủa thế này. Con người ta, ai chẳng muốn có cặp có đôi, sao ông trời lại nỡ bắt cô phải lẻ bóng cô đơn như vậy? Liễu thương chồng vô hạn, suốt từ khi lấy nhau đến giờ, anh Bình luôn chịu khó làm ăn, tằn tiện chắt bóp từng đồng để chăm lo cho vợ con. Không cờ bạc, chẳng rượu chè đàn đúm, làm được đồng nào anh đều đưa cho vợ. Suốt 5 năm lấy nhau, Liễu chưa thấy anh tự mua cho mình bộ quần áo mới nào. Vợ có mua cho cũng chỉ mặc lúc có công việc, chứ bình thường anh toàn mặc đồ rách. Anh bảo đi làm ăn, bốc vác thì mặc đồ mới làm gì cho phí. 5 năm chắt bóp, vợ chồng cũng để ra được một ít tiền. Định cuối năm sẽ sửa lại cái nhà thì anh lại gặp tai nạn. Nỗi thương chồng làm nước mắt cứ ứa ra. Liễu khóc nức nở, cổ họng khàn đặc không còn nói được nữa. Mấy ngày nay cô đã khóc quá nhiều rồi. Nghĩ cảnh chồng nằm lạnh lẽo ngoài đồng mà cô chỉ muốn đi theo anh. Nhưng còn Tuệ Như, có lẽ cô con gái xinh đẹp ấy chính là động lực để Liễu sống tiếp. Phải rồi, Liễu phải mạnh mẽ, phải cố gắng để con có một cuộc sống tốt nhất. Nó đã thiệt thòi vì mất cha thì Liễu không thể để con kém cạnh với bất cứ ai. Liễu ơi, bố bảo tối nay hai mẹ con sang nhà bác ăn cơm. Tiếng của Hoàng khiến Liễu giật mình. Vâng, Tuệ Như vẫn đang bên nhà bác. Lát nữa rồi em sang. Liễu mệt mỏi đứng dậy, dọn dẹp nhà cửa và thắp cho chồng nén nhang. Căn nhà 3 gian, 1 trái của vợ chồng cô ngập tràn mùi hương trầm, càng làm cho không khí trở nên ảm đạm. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà càng khiến lòng người nao nao một nỗi trống trải, nhớ thương đau đáu. Bữa cơm ở nhà Hoàng diễn ra trong một không khí khá gượng gạo. Ai cũng có nói những điều vui vẻ, nhưng chẳng ai có thể cười. Hoàng thương em lắm, mẹ mất sớm, một mình bố cặm cụi nuôi 2 anh em. Ông Thuần đi suốt ngày, chỉ có một mình 2 anh em Hoàng ở nhà nương tựa vào nhau mà lớn lên. Vì thế tình thân lại càng thêm gắn bó. Nhìn bé Tuệ Như vô tư cười nói mà lòng ai cũng thắt lại. Liễu cố gắng nuốt hết một lưng cơm rồi ra ngoài hiên ngồi khóc. Tự nhiên những cơ cực cứ ùa về, ứ đầy trong cổ họng và trào ra thành những giọt nước mắt cay đắng. Liễu, vào đây bố có chuyện này muốn nói với cả nhà. Nghe tiếng ông Thuần gọi, Liễu uể oải đứng dậy và đi vào ngồi xuống cạnh giường. Nhà của Hoàng cũng chẳng rộng rãi gì hơn nhà Liễu. Cái giường ngủ của ông Thuần được kê ngay cạnh buồng ngủ của vợ chồng Hoàng. Bên cạnh là bàn tiếp khách và chiếc bàn thờ tổ tiên. Thằng Bình nó vắn số. Ông Thuần bắt đầu bằng cái giọng buồn buồn. Giờ còn một mình con, nuôi con cũng vất vả. Bố định thế này, từ mai bố sẽ chuyển sang nhà con ở để trông nom với hỗ trợ cho con. Mảnh đất của con cũng sát đường, nên bố định mở một cái quán nhỏ rửa xe, vá xăm kiếm thêm thu nhập, phụ cho con làm ăn. Ai lại làm thế? Anh Hoàng giãy nảy lên. Thím ấy còn trẻ, chú ấy thì không còn. Bố mà ra ở đấy ở cùng với thím ấy thì còn ra thế nào nữa? Người ta cười vào mặt cho đấy chứ. Ai lại con trai vừa mới mất, bố chồng lại chuyển ra ở cùng với con dâu. Con làm sao? Ta sống đàng hoàng thì làm sao mà phải sợ gì chứ? Thiên hạ nói gì thì nói. Còn nếu mà không thích ở chung nhà thì ta sẽ ở cái quán sửa xe ấy. Không thể để nó một mình bươn trải được. Thím ấy còn trẻ, sau này còn có thể đi bước nữa. Bố già ở đấy thế nào được? Anh Hoàng vẫn tỏ ra gay gắt. Thì ta cứ ở đấy, lúc nào nó thích lấy chồng thì lại tính tiếp. Con nghĩ thế này, Liễu buồn bã nói. Nếu còn mẹ, ra ở với con thì tốt quá. Nhưng bố là đàn ông, ở với mẹ con là phụ nữ quá bụa. Con cũng chỉ sợ tiếng đời nói ra nói vào không hay lắm bố ạ. Nếu bố thương con thì bố cứ trông cháu cho con để con đi kiếm tiền là tốt quá rồi ạ. Bố cũng lo cho sự an toàn của 2 mẹ con. Ông Thuần hạ giọng, đàn bà con gái ở một mình nhiều cái nguy hiểm. Nhà con thì cũng xa khu dân cư, lỡ may đêm hôm có thằng nào nó mò vào thì con chống chế thế nào được. Thôi thì thế này, bố sẽ dựng tạm một gian sửa chữa xe đạp xe máy nho nhỏ ở trên phần vườn nhà con. Kiếm được đồng nào thì kiếm, không thì cũng là ở đấy trông nhà cho con. Bố ở đấy chứ không ở với mẹ con con. Con á, thấy nó cứ ngược đời thế nào ấy. Anh Hoàng vẫn lên tiếng phản đối. Bố cứ ở đây, ngày thì trông nom bé Tuệ Như cho thím ấy đi làm, tối thì thím ấy đóng kín cửa đảng vào thì ai làm gì được. Nói là xa, nhưng nhà xa nhất cũng chỉ cách có hơn 100 mét là cùng. Ới cái là người ta nghe thấy tiếng. Bố ra đấy, con thấy nó chả phù hợp tí nào. Ý bố đã quyết rồi, không ai có thể thay đổi được cả. Ngày mai bố sẽ chuyển ra nhà mẹ con Liễu ở. Anh xem không tiện thì thu xếp sớm, làm cho bố cái quán nhỏ tầm 30 mét vuông thôi, vừa ở vừa sửa xe máy. Con nghĩ hẵng thư thư một thời gian. Liễu rụt rè đưa ra ý kiến. Chồng con vừa mới mất, cũng có một số người bạn của con với cô dì thỉnh thoảng đến ngủ cùng. Có bố ở đấy có vẻ không tiện lắm. Thì bố tiếp khách cho, có người mời nước mời nôi, một mình con xoay sở sao cho kịp. Cũng cần phải có người ra người vào tiếp đón cho chu đáo chứ. Bố cứ ở đây, sao cứ nhất định phải ra ngoài đấy? Anh Hoàng gay gắt. Có khách thì bố ra đấy, còn bình thường thì cứ ở trong này với vợ chồng con. Đừng ra đấy làm gì, người ta cười cho. Thôi, chuyện này bố đã quyết rồi. Bố nhất định phải ra ở với mẹ con nhà cái Liễu để trông nom nhà cửa cho nó. Thằng Hoàng, kể cả cái Liễu cũng không được phép phản đối hay có ý kiến khác. Ngày mai mua gạch, xây cho bố cái quán ra ngoài đấy. Bố không ăn bám đứa nào đâu mà phải lo. Đời này á, chỉ có một người bố chồng như bố ấy. Anh Hoàng gần như gắt lên. Ai đời con trai vừa mất lại đòi ra ở riêng với con dâu như bố không? Bố đã quyết thế thì con cũng không có ý kiến gì nữa. Liễu mệt mỏi đứng dậy. Giờ con cũng chỉ mong muốn làm sao khỏe mạnh để nuôi dạy con gái nên người thôi. Thực tình thời điểm này Liễu cũng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho thấu đáo bất cứ chuyện gì. Chồng vừa mất đột ngột, chẳng một lời trăng trối, không một tiếng dặn dò. Một mình cô phải đương đầu với cuộc đời. Cảm giác chênh vênh khiến Liễu sợ hãi. Cô thấy mình giống như một kẻ lạc lõng, bị bỏ rơi giữa biển đời mênh mông. Xung quanh chẳng có gì bấu víu, một mình chống chọi với sóng to gió lớn. Thôi thì có ông Thuần ở cùng cũng đỡ sợ hãi và cô quạnh hơn. Đành rằng bố chồng nàng dâu cũng có nhiều thứ nhạy cảm, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Dù sao thì cũng có người để mà dựa vào. Hơn nữa, ông Thuần không phải là kẻ ong bướm gì. Vợ ông mất mấy chục năm rồi mà ông vẫn một mình gà trống nuôi con. Chẳng thấy ông đi lại hay tán tỉnh người đàn bà nào khác. Liễu tin rằng ông cũng chẳng bao giờ xảy ra những chuyện đáng xấu hổ giữa hai người. Chỉ là miệng tiếng người đời thì làm sao mà tránh được. Liễu nằm dài trên chiếc giường của hai vợ chồng. Sự trống vắng sao mà khủng khiếp đến thế. Cuộc đời này quả thực vô thường. Ngày hôm qua vẫn còn cười đùa với nhau, thế mà hôm nay đã âm dương cách biệt. Rồi quãng đường dài trước mặt chỉ còn mình cô tiến bước. Bố đâu? Không về ngủ với mẹ con mình hả mẹ? Câu hỏi ngây thơ của Tuệ Như như nhát dao cắt vào trái tim đang rỉ máu của Liễu. Cô ôm con vào trong lòng nức nở. Tuệ Như thấy mẹ khóc cũng cứ khóc theo. Tiếng khóc nức nở của hai mẹ con cứ thổn thức khiến lòng người ta tê thắt lại. Những đau đớn trống vắng cứ nhòe đi trong nước mắt. Tuệ Như đã ngủ từ lâu. Trẻ con vô tư quá, nó chẳng cần nghĩ nhiều, cũng không cần phải đau khổ. Buồn thì khóc, khóc xong sẽ lại cảm thấy vui vẻ được ngay. Đôi khi Liễu cũng ước mình giống như thế. Không phải nghĩ nhiều, cũng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Liễu chìm trong những suy nghĩ buồn chán và đau khổ. Giấc ngủ mệt nhọc cuối cùng cũng đến với Liễu. Sáng hôm sau, Liễu dậy từ 4 giờ sáng. Chắc cũng chỉ chớp mắt được một chút, nhưng vì thói quen nên cô vẫn dậy. Giờ này bình thường là Liễu đã bắt đầu đi lấy hàng về để Bình làm rồi. Nhưng hôm nay Liễu không đi chợ nữa. Một mình thân gái dặm trường, lại chẳng ai trông con, cho nên cũng đành chịu. Có lẽ Liễu phải tìm một công việc khác để làm. Chạy chợ tuy cũng kiếm được chút đỉnh, nhưng vất vả quá. Đã thế lại phải đi đêm hôm, chẳng có thời gian để chăm cho con nữa. Bây giờ với Liễu, việc kiếm được nhiều hay ít tiền không quan trọng bằng việc phải dành thời gian để chăm sóc cho con gái. Liễu lại thức dậy thắp hương cho chồng. Chợt có tiếng động ở ngoài cổng. Liễu giật mình nhìn ra thì thấy ông Thuần đang kéo chiếc xe chở lỉnh kỉnh giường chiếu với mấy bao quần áo. Một mình ông dọn dẹp để mang sang nhà Liễu. Bình thường nhà chỉ có mỗi một chiếc giường của vợ chồng cô, giờ ông Thuần sang thì phải sắm thêm cái nữa. Nhưng ông tự kéo cái giường từ nhà anh Hoàng sang, chẳng cần ai giúp. Đúng ra là chả ai giúp ông cả. Anh Hoàng vì phản đối kịch liệt mà không được, nên cũng kể ông muốn làm gì thì làm. Thế là ông tự tháo rời giường rồi chở sang. Tính ông từ xưa vốn đã rất cố chấp, ông đã định làm cái gì thì không ai có thể cản được. Biết tính bố, nhưng vì vẫn còn đang bực tức nên anh Hoàng cũng kệ không giúp. Ông Thuần kéo xe đến sân thì thở không ra hơi. Liễu vội vàng chạy ra đỡ lấy mấy đồ đặt trên xe. Sao bố chuyển đồ không gọi con sang phụ cho? Một mình kéo thế này có phải vất không? Ui giời, sớm quá bố sợ con vẫn còn đang ngủ. Với lại cũng đơn giản ấy mà, có cái giường với mấy bộ quần áo, chẳng có gì cả, một mình bố chuyển cũng được. Ông Thuần lại cố gắng đứng lên để chuyển đồ vào trong nhà. Ông chọn gian bên trái đối diện với buồng của mẹ con Liễu để lắp giường. Ông cũng muốn giữ khoảng cách với cô con dâu, dù sao thì cũng là cô nam quả nữ ở với nhau nên vẫn cần phải có một khoảng cách nhất định. Lát ông sẽ gọi người đến xây cái quán sửa xe cho ông, rồi ông sẽ chuyển ra ngoài đấy. Điều quan trọng là trông nom mẹ con nhà nó. Ông không muốn để cho những gã đàn ông vô công rồi nghề đến quấy quả con dâu mình. Ông cần phải thanh con trai đã mất quản lý con dâu, chứ ông không thể chấp nhận việc có gã đàn ông nào đó tự nhiên dọn đến nhà con trai ông để ở rồi ăn nằm với vợ nó. Dù cho con ông đã mất thì việc đó cũng không thể xảy ra. Liễu cứ mặc kệ để ông Thuần tự xoay sở với cái giường của mình. Giờ cô chẳng thiết tha với bất cứ thứ gì, chỉ mong sao con được khỏe mạnh, cô kiếm được thật nhiều tiền. Giờ con nghỉ chạy chợ đi, ông Thuần nói xong sau khi đã lắp xong cái giường. Nghỉ chợ thì con biết làm gì được hả bố? Bằng cấp thì chả có, con biết làm gì để nuôi con? Bố tính rồi, cách đây hơn cây số có một trạm gác tàu hỏa. Ông quản lý ở đấy trước đây là lính của bố. Cách đây nửa tháng, ông ấy có nói là đang thiếu một người canh chắn tàu. Bố sẽ xin cho con vào đấy làm. Lương ít nhưng thời gian cố định, có thể sắp xếp được thời gian cho mình. Vâng, thế bố cứ hỏi lại bác ấy xem thế nào ạ. Còn thời gian rảnh, con xin đi nấu cơm cho một xưởng gỗ ở làng bên cũng được. Bên đấy nghe nói họ cũng cần người nấu cơm. Ừ, bố tin là mọi chuyện sẽ đúng theo ý mình. Ông ấy muốn hay không muốn cũng phải sắp xếp cho bố thôi. Ngày trước bố cũng giúp ông ấy nhiều rồi mà. Quả thực ông Thuần đã làm được điều ông nói. Liễu được nhận vào làm ở trại gác tàu cách nhà khoảng 3 cây số. Cô cũng chỉ phải làm ca chiều từ 4 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Thời gian còn lại đủ để cô có thể đi làm tạp vụ, nấu nướng cho một số xưởng gỗ ở làng bên. Tính ra thu nhập mỗi tháng cũng được hơn chục triệu, lại không phải thức khuya dậy sớm. Như thế Liễu cũng có thời gian để chăm sóc và chơi với con. 10 ngày sau đám tang của chồng, Liễu bắt đầu đi làm tại trạm gác tàu hỏa. Ông Thuần cũng đã xây xong cái quán nhỏ để sửa chữa xe đạp, rửa xe máy cho những người qua đường. Cái quán được xây tường gạch cao khoảng 2 mét. Phía trên ông dùng tấm tôn mỏng làm tường cho tiết kiệm. Nó giống như căn chòi hơn là một ngôi nhà. Ông làm lên khá cao cho thoáng mát. Cái cửa được ghép bằng những tấm tôn cũ. Về nghỉ hưu, ông Thuần cũng không có nhiều tiền. Nhiều người cho rằng ông dở hơi, nhà cao cửa rộng không ở, lại ra dựng căn chòi như chỗ nhốt trâu nhốt bò để ở. Cũng có người thì ác miệng, bảo chắc là ông muốn tòm tem cô con dâu vừa mất chồng đang phơi phới tuổi xuân, nên cố tình tìm cách tiếp cận. Những lời xì xào ấy ông Thuần đều biết hết, nên ông phải dọn ra cái quán sửa xe tạm bợ này nhằm tránh điều tiếng. Cả đời ông chịu đựng để nuôi con, làm gì có chuyện mèo mả gà đồng. Hơn nữa, nó là con mình thì sao lại làm cái trò bỉ ổi như vậy được. Ông chuyển ra sống cùng với mẹ con Liễu vì một lý do đặc biệt mà ông không thể nói ra với bất kỳ ai. Ông phải giữ cho được đứa con dâu này. Ông không thể chấp nhận được việc đất cát nhà cửa của con trai ông lại có thằng nào đó đến ở. Rồi thì Tuệ Như còn quá bé, nếu mẹ nó đi lấy chồng thì con bé lại phải chịu cảnh con em, con anh, con chúng ta. Cái cảnh ở với dượng nhục lắm. Bản thân ông không lấy vợ mà ở vậy nuôi con cũng vì sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Liễu còn trẻ, chồng lại mất sớm nên ông rất sợ con dâu sẽ bị cuốn vào những cạm bẫy. Giờ đàn ông sở khanh nhiều lắm, nếu có thằng nào mà nó lừa con bé thì cháu ông sẽ khổ. Bởi vậy mặc miệng tiếng người đời, mặc sự phản đối của anh Hoàng, ông vẫn quyết làm theo ý mình. Thực ra cái quán này cũng chẳng thể kiếm được nhiều tiền, năm thì 10 họa may ra mới có một vài người vào sửa. Nó chỉ là cái cớ để ông ở bên cạnh mẹ con Liễu, để dễ bề theo dõi và quản lý. Ông sẽ không để bất cứ gã đàn ông nào có cơ hội đến gần con dâu mình. Loại trừ hết những nguy cơ thì chắc chắn con bé sẽ phải ở vậy cả đời để nuôi con mà thôi. Việc xin cho Liễu vào làm ở trạm gác tàu cũng nằm trong tính toán đó. Nhưng khi Liễu bắt đầu đi làm rồi thì ông mới biết trong cái trạm bé tẹo ấy cũng có hai gã đàn ông ngoài 30 tuổi. Sự có mặt của hai gã đàn ông ấy khiến ông lo lắng. Vì thế Liễu cứ đi làm được một lúc là ông sẽ đi theo. Ông lượn lờ ở đó 3-4 lần. Khi nào thấy Liễu ngồi một mình thì ông mới yên tâm đi về. Hễ có một đồng nghiệp nam nào của Liễu đến là ông bắt đầu tìm cách tiếp cận trạm gác. Khi thì ông mang vào cho con dâu cái mũ, lúc lại bảo đưa cho cô chai nước. Đôi khi những lý do của ông khá vô lý, nhưng ông cũng mặc kệ. Một hôm, ông vừa đến cửa trạm gác thì nghe được cuộc trò chuyện của Liễu với anh đồng nghiệp cùng ca gác. Em á, từ ngày vào đây làm á, cứ mơn mởn ra nhỉ, làm các anh á, cứ phải lác cả mắt. Anh cứ nói thế chứ, em quê mùa, lúc nào cũng đầu cho mặt muội, chứ có trơn lông đỏ ra như mấy người nhàn hạ đâu anh. Cứ đầu cho mặt muội như em thì khối người phải thèm ấy chứ. Có định lấy chồng không, để anh giới thiệu nào. Làm gì á, phải giới thiệu đâu xa, anh Phúc tổ mình đây này, cao to đẹp trai, cũng chỉ ngoài 30 tuổi và mới bỏ vợ xong. Anh thấy em với anh Phúc mà đến với nhau là hợp lý đấy. Câu chuyện chưa đâu vào đâu, ông Thuần đã lao vào mặt hầm hầm. Ông chỉ thẳng mặt gã đàn ông đang nói những câu mà ông cho là ve vãn con dâu của mình. Cái loại đàn ông như mày là cái loại rẻ rách, thấy người ta thân cô quả phụ thì lúc nào cũng tán tỉnh. Nó đẹp hay xấu thì ảnh hưởng đếch gì đến nhà mày. Chắc mày lại định biến nó thành phòng nhì của mày chứ gì. Chồng nó vừa chết, chúng mày đã âm mưu cướp vợ người ta thế à? Con trai tao sống khôn thác thiêng á, nó về nó vắt cổ từng thằng chúng mày một đấy. Ô kìa bác, cháu chỉ đang nói chuyện rất bình thường thôi mà. Người đàn ông kia không khỏi sửng sốt. Bình thường cái thằng bố mày ấy, thằng nào mà tán gái mà không nói như mày. Mày nên nhớ, chồng nó vừa mới mất, đừng có mà tơ tưởng láo tét nhá. Tao đến tận nhà mày, tao vạch vôi vào mồm mày đấy. Đừng có tưởng bở đấy mà húp. Ông Thuần gào lên. Bố làm cái gì thế? Bạn bè đồng nghiệp nói chuyện với nhau, có gì đâu mà bố phải làm quá lên như thế. Bố định bôi cho chát chấu vào mặt con đấy à? Liễu gắt lên. Mọi mối tình đều bắt đầu từ những cuộc nói chuyện bình thường như thế đấy. Chồng mày vừa chết chưa ấm đất, mày đã định đi tìm hạnh phúc mới rồi à? Bố đừng có nói thế phải tội. Bố thấy con với anh ấy nói câu nào quá đáng không mà bố lại làm như thế? Bố định không cho con nhìn mặt mọi người, bố định làm con không ngẩng mặt lên được vì xấu hổ à? Không làm ăn gì nữa cả. Nghĩ, đi làm để chim chuột với nhau à? Về, về ngay! Ông Thuần hét lên. Nói rồi, ông lấy điện thoại gọi ngay cho người bạn của mình, muốn cho con dâu mình nghỉ ngay trong ngày mai. Ông cứ bình tĩnh, đã có chuyện gì đâu mà ông phải làm quá lên thế. Với lại có phải cứ muốn nghỉ là nghỉ được đâu, tôi còn phải sắp xếp để có người thay thế chứ. Ông bạn của ông Thuần điềm đạm nói. Cái đấy là việc của ông, còn con dâu tôi á, từ ngày mai không đi làm nữa. Cái thứ làm hợp đồng thời vụ thì ràng buộc gì đâu mà phải cố kiết. Còn nửa tháng nó làm ở đây, ông thích trả lương thì trả, không thì thôi, tôi cũng không cần. Sao bố lại làm như thế? Liễu bắt đầu nức nở khóc. Con có phải là đứa đĩ thoá, mèo mà gà đồng, chim chuột gì đâu, mà bố làm thế này thì mang tiếng cho con quá. Ta cứ phải phòng từ xa, đến khi xảy ra rồi thì còn nói gì được nữa. Đàn bà không chồng là dễ bị đàn ông nó dụ dỗ lắm đấy con ạ. Liễu bất lực, chạy ra ngoài khóc nức nở. Cô thật không ngờ ông Thuần lại lỗ mãng như vậy. Chuyện chẳng đâu vào đâu cũng làm toáng lên như cô đĩ thoã lắm mấy. Chồng cô vừa mất, Liễu đâu có tâm trí mà nghĩ đến những chuyện khác. Cùng ca trực, nói chuyện qua lại cũng là điều bình thường. Tại sao vì cái chuyện còn con ấy mà ông Thuần lại có thể bù lu bù loa lên như vậy? Người ngoài không biết lại cho rằng cô lăng loàn. Chồng chết chưa ấm đất, đã đi cặp kè, để đến nỗi bố chồng phải đi đánh ghen như thế. Liễu chạy xe về nhà, đầu óc trống rỗng và mệt mỏi. Cô gọi điện xin phép được nghỉ thì ông giám đốc chấp nhận để cô nghỉ luôn. Thế là công việc mới làm được nửa tháng lại phải nghỉ giữa chừng. Liễu sẽ đi chạy chợ trở lại. Cô cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Cô chạy xe sang xưởng gỗ làng bên. Đúng lúc cô vừa đi ra thì ông Thuần về tới. Thấy con dâu đi ra, ông liền chạy xe theo. Không hiểu nó chạy đi đâu nữa. Mới 3 giờ chiều thì không thể đi đón con được. Chắc lại đi hẹn hò với ai. Ông nhất định phải ngăn chặn tất cả mối nguy hiểm có thể rình rập khiến con dâu ông siêu lòng. Nhất định ông phải bắt con dâu ông ở vậy nuôi con. Ông cũng đã hy sinh cả đời vì con rồi, nên ông thấy việc bắt con dâu phải làm như vậy cũng chẳng có gì sai. Thấy con dâu vào một xưởng đồ mộc mỹ nghệ, ông Thuần đứng bên ngoài ngóng vào. Giờ mà đường đột vào thì cũng chẳng ra sao. Nhưng biết Liễu đến đây rồi thì ông sẽ lại phải theo dõi. Không biết vào đây có việc gì. Hơn nữa tiếng sau Liễu mới đi ra. Ngồi gì mà lâu như vậy chứ. Điều đó khiến ông Thuần càng thêm lo lắng. Ông Thuần theo con dâu về đến nhà. Sau khi cất xe vào trong quán của mình, ông đứng ngóng mãi mà Liễu vẫn chưa thấy về. Quái lạ, nó về trước ông mà sao vẫn chưa đến nhà. Dù có qua trường mầm non đón con thì cũng chỉ mất tầm 5-10 phút thôi chứ. Đằng này đã hơn nửa tiếng rồi, vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Trời bắt đầu chạng vạng, ông Thuần vào trong nhà, mở cửa và thắp cho con trai nén hương. Cả đời ông hy sinh vì con, giờ nó mới lo được cho cuộc sống của riêng mình thì lại gặp nạn. Bình thiệt thòi quá, cả đời chả lúc nào được sung sướng, vất vả đến lúc chết cũng không được yên. Nghĩ đến đây, nước mắt ông cứ ứa ra. Mẹ con Liễu cũng vừa về đến sân. Ông Thuần gạt nước mắt bước ra sân. Liễu vừa tắt máy thì ông đã chất vấn. Đi đâu mà giờ này mới về? Con sang xưởng gỗ bên kia xin làm chân tạp vụ, dọn dẹp với nấu cơm cho thợ bên ấy xong, về đón Tuệ Như thôi. Đi thế thì cũng chỉ hết tiếng đồng hồ thôi. Đằng này hết hơn 2 tiếng rồi. Giờ mới ló mặt về đến nhà là sao? Trời tối om om thế này, hay là mày lại đi tòm tèm với thằng nào bây giờ mới về? Con mệt lắm rồi bố ạ. Liễu tỏ vẻ khó chịu. Bố cứ theo dõi con làm cái gì? Chồng con vừa mất vẫn còn chưa được 49 ngày. Vong linh anh ấy vẫn còn kia kìa. Con có làm gì có lỗi với anh ấy thì trời tru đất diệt. Bố không phải cứ theo dõi con như tội phạm thế đâu. Ai, bố theo dõi mày làm cái gì? Ông Thuần cười gượng. Chẳng qua là bố tình cờ đi qua nên mới nghe được mấy lời nói ong bướm của cái thằng trời đánh ấy. Bố làm như thế cũng chỉ là để bảo vệ con khỏi cạm bẫy thôi. Ngày nào bố cũng tình cờ đi đến chỗ con làm à? Rõ ràng bố theo dõi con. Bố có làm gì thì cũng là vì muốn tốt cho mẹ con nhà mày thôi. Cũng chỉ vì con vì cháu tao, tao mới phải làm thế, chứ không thì hơi đâu. Thần già tội gì cứ phải suốt ngày lăn lộn. Bố cứ dựa vào cái gọi là tình thương ấy, cái gì cũng muốn nói là tốt cho con. Con thấy mấy vụ án giết người ở trên mạng ấy, hung thủ bao giờ cũng bảo là vì yêu quá. Mày đừng có mà đánh đồng như thế nhá. Ông Thuần quát lên. Bố làm gì mày mà mày cứ giãy nảy lên như thế? Nếu đàng hoàng thì có bị theo dõi cũng chẳng có gì mà phải sợ cả. Thế con đã làm gì mà bố bảo là không đàng hoàng nào? Bố làm như thế khác gì bôi cho chát chấu vào mặt con. Người ngoài không biết lại tưởng con trai trên gái dưới đến mức bố chồng phải đi đánh ghen đấy ạ. Tóm lại, bố cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Bố thấy việc này cũng chẳng có gì là to tát cả. Bố không thấy có vấn đề, nhưng con thấy bố làm con xấu hổ với mọi người đấy. Bố cứ bù lu bù loa lên, thiên hạ không biết lại tưởng con đĩ thoá thật. Thế thì có phải là bố đẩy con vào bước đường cùng không cơ chứ? Ông Thuần không nói gì nữa. Ông đi vội ra ngoài chỗ quán sửa xe của ông. Ở đây nữa, chỉ tổ đôi co, cãi vã chả giải quyết được việc gì. Việc của ông thì ông cứ làm. Nó có phản đối thế chứ nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Dù thế nào đi nữa thì ông cũng không để bất cứ gã đàn ông nào có cơ hội tiếp cận con dâu ông để tán tỉnh, ve vãn. Mọi nguy cơ đều phải được loại bỏ ngay lập tức. Có như thế, ông mới giữ được vợ cho con trai, giữ được mẹ cho cháu nội. Việc ông đã quyết thì không gì có thể thay đổi được. Ông cũng chẳng hơi đâu mà giải thích với Liễu làm gì cho mệt xác. Ông Thuần đi rồi, Liễu ngồi bệt xuống thềm nhà khóc tức tưởi. Bao nhiêu cực nhọc chợt ứ đầy trong cổ họng. Tuệ Như thấy mẹ khóc cũng ngồi cạnh nức nở. Không gian nóng bức trở nên ngột ngạt với những đớn đau, tức tưởi. Ôm con gái vào trong lòng mà Liễu như đứt từng khúc ruột. Cô cũng không thể ngờ được người bố chồng thường ngày điềm đạm ít nói mà giờ lại muốn kiểm soát cô như vậy. Liễu lấy vạt áo lau nước mắt rồi dứt khoát đứng dậy. Cứ khóc lóc mãi cũng chẳng thể thành cơm mà ăn được. Trong hoàn cảnh như cô càng phải mạnh mẽ. Mình không dựa được vào mình thì chẳng thể dựa được vào ai. Tuệ Như cũng cần cô phải thật mạnh mẽ để nuôi con trưởng thành. Liễu sẽ không khóc nữa, từ giờ cô sẽ sống thật kiên cường, chỉ có thế cô mới có thể yên ổn được. Sáng hôm sau, Liễu dậy sớm, cô gọi ông Thuần trông bé Tuệ Như cho để đi chợ mua đồ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu nấu ăn và làm tạp vụ, dọn dẹp trong xưởng đồ gỗ ở làng bên. Công việc chỉ cần làm buổi sáng đến trưa, buổi chiều cô sẽ đi chợ mua bánh giò, rau cỏ để bán. Từ mai cô sẽ mua cá về, buổi tối tranh thủ làm nồi cá kho, vừa bán cho bên xưởng gỗ ăn, chiều lại mang ra chợ bán. Mỗi nồi cá như thế cũng được vài trăm nghìn. Phi thường bất phú, nếu không buôn bán thì làm sao mà có thể có tiền được. Ông Thần hơi lo lắng khi con dâu lại đi từ sáng sớm, nhưng ông cũng không có cớ gì để giữ nó ở nhà. Liễu cũng phải đi kiếm tiền để nuôi con chứ, cứ ôm khư khư ở nhà có được đâu. Nhưng sao nó lại đi sớm như thế, hay lại hẹn hò với cái thằng nào? Cái ý nghĩ ấy cứ ngày ngày càng lớn dần trong đầu ông. Vì thế sau khi gửi Tuệ Như ra trường mầm non, ông quyết định đi tìm cô. Ông chạy ra trạm gác nhưng không thấy, thế thì chắc cô ấy đã về chỗ xưởng gỗ hôm qua. Ông lại tất tả chạy xe đến xưởng gỗ. Quả nhiên thấy Liễu đang dọn dẹp ở đó. Khổ thế, làm chỗ nào không làm, lại đi chọn chỗ toàn đàn ông thế này. Gần chục thằng đàn ông chân trùng trục, nói cười bô bô thế kia. Thần gái một mình lại là kẻ quá phụ, tránh sao khỏi những cám dỗ. Rõ ràng là Liễu đang có ý tìm kiếm người đàn ông khác thay thế con trai ông, để mới đến những chỗ như thế này làm việc. Gần 2 tiếng đồng hồ, ông Thuần đứng bên ngoài nghe ngóng, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nói gì với Liễu. Có lẽ vì chưa quen nên họ e ngại. Trong khi đó, Liễu cũng chỉ cắm cúi dọn dẹp rồi đi nấu nướng. À, thì ra là đến đây, nấu nướng ở đây nữa. Đàn ông thằng nào mà chả thích cơm ngon canh ngọt. Ai đó đã từng bảo rằng muốn tán đổ người đàn ông thì hãy đi bằng đường dạ dày của anh ta còn gì. Mà Liễu vốn nấu ăn rất ngon. Trong số hàng chục thằng đàn ông lực lưỡng kia, thể nào chẳng có một thằng chết mê chết mệt những món ăn ấy. Ông Thuần đi về mà trong lòng đầy những lo lắng băn khoăn. Sao con dâu ông lại có thể chọn những nơi làm việc như thế được cơ chứ? Đầy những xưởng may mặc toàn đàn bà, sao nó không làm mà lại đi làm ở chỗ lắm đàn ông thế? Chồng mới chết chưa được 49 ngày đã như thế rồi. Ông Thuần về quán mình, nhưng mà cứ chốc chốc lại ngó ra đường xem Liễu đã về chưa. Hơn 1 giờ mới thấy cô ấy đèo thêm một bao to mùn cưa với lỉnh kỉnh những chuối xanh, cá mẻ, cá chấm về. Ngay lập tức, ông chạy vào nhà Liễu căn vặn. Đi đâu mà đi từ tờ mờ đất đến quá trưa, sang tới chiều mới về thế? Ông Thuần hỏi vẻ khó chịu. Còn đi kiếm ăn. Liễu trả lời đầy bực tức. Bố có cho con tiền để nuôi con không mà suốt ngày căn vặn quản lý con? Đầy xưởng may không vào đấy mà xin việc, lại đi làm ở chỗ toàn đàn ông như thế. Hay là mày lại muốn kiếm chồng khác? Còn dìn bố đấy, còn đi làm mửa mặt ra, giờ mới mò được về đến nhà. Bố để cho con nghỉ tí được không? Sao bố phải hành hạ con như thế chứ? Liễu ứa nước mắt vì tủi nhục. Ai hành hạ con làm gì? Bố là bố chỉ lo cho... Bố thôi đi được không? Thấy ông Thần dịu giọng, nhưng Liễu không chịu được, hét lên. Lúc nào cũng cái điệp khúc ấy. Bố lo cho con thì bố đừng có can thiệp vào công việc của con nữa. Để con tự làm tự ăn đi. Chồng con chết, con còn phải nuôi con. Bố có biết không? Để mặc á? Để mày dẫn trai về nhà à? Ông Thuần cũng gào lên. Bố nói cái gì đấy? Bố đang xúc phạm con đấy, bố có biết không? Và nói cho cùng, chồng con không còn. Dù con có đi lấy chồng khác đi chăng nữa thì cũng có sao đâu. Bố làm sao mà cứ phải soi mói nhỏ nhen như thế chứ? Liễu như phát rồ. Tao nói trước này, mày muốn lấy chồng khác thì phải bước qua xác tao. Không bao giờ tao để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ. Mày hiểu không? Ông Thuần gằn giọng. Ông Thuần bực tức bước ra ngoài, bỏ mặc Liễu mệt mỏi và bất lực nhìn theo bằng đôi mắt ẩn ẩn nước. Nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, sao Liễu lại phải chịu sự soi mói đến từng chân tơ kẽ tóc của ông Trung như thế này nữa? Liễu quay vào giường nằm nghỉ. Giờ cũng chẳng còn thời gian mà đau khổ hay tức giận. Cô chỉ có thể nằm nghỉ khoảng nửa tiếng rồi phải dậy nấu nồi cá kho. Sau đó còn phải ra chợ để điều đình lại cái lán đã thuê. Gần tháng trời bò không buôn bán ở đây, không biết đã có ai ngồi chưa. Đành rằng chỗ mình thuê nhưng cũng phải thông báo để người ta dọn đồ để mình vào bán. Nằm được một lúc, Liễu bật dậy để đi làm cá. Quay ra nhà ngoài, cô thắp cho Bình nén hương và thì thầm tâm sự cùng anh. Anh sống khôn thác thiêng, phù hộ cho em luôn mạnh khỏe để kiếm tiền nuôi con. Em quá mệt mỏi rồi, em chẳng muốn những chuyện không đâu ảnh hưởng tới cuộc đời mình nữa. Thắp hương cho chồng xong, Liễu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một niềm tin tâm linh vô hình khiến cô thấy vững tâm và tin tưởng vào cuộc sống này hơn. Ông Thần thấy Liễu cặm cụi trong bếp thì cũng yên tâm phần nào. Chắc chiều nay cô ấy sẽ không đi đâu. Làm cái việc theo dõi như thế này, ông cũng cảm thấy mệt lắm, nhưng đành phải cố thôi. Ông phải bảo vệ gia đình của con trai ông. Dù nó không còn nữa, nhưng cũng không thể vì thế mà làm cho gia đình tan nát được. Đấy, chồng nó vừa chết chưa được bao lâu mà nó đã nói rằng nếu có lấy chồng khác cũng không làm gì được nó rồi. Thử hỏi nếu không sát sao thì mấy mà nó dẫn trai về nhà này cướp công của con trai ông. Một lúc sau, thấy Liễu nổ xe máy ra đi, ông Thuần cũng vội vàng đóng cửa quán sửa xe để đi theo. Chiều nay, nó lại đi đâu? Ông theo Liễu ra đến tận lán chợ. Thấy con dâu dọn dẹp quán chợ để chuẩn bị bán hàng, ông mới yên tâm quay về nhà. Nhất cử nhất động của Liễu không thể vượt qua tầm kiểm soát của ông được. Có như thế ông mới loại trừ được hết những thằng đàn ông muốn tiếp cận con dâu ông. Phần Liễu, cô cũng biết bố chồng đi theo, nhưng vờ như không biết. Cô cũng có làm gì khuất tất đâu mà phải sợ. Có điều, cô cảm giác mình bị rẻ rúng và coi thường. Thực ra, giờ cô với gia đình chồng chỉ còn là cái nghĩa. Chồng đã chết rồi thì những mối quan hệ ràng buộc lấy gì nữa đâu. Vậy mà ông Thuần cứ theo dõi rồi phá quấy chuyện làm ăn của cô như thế này. Hành động của ông ấy khiến Liễu cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt. Khổ nỗi, cô vẫn phải nhờ ông ấy trông tuệ Như những lúc bận rộn bán buôn. Đúng là cứ phụ thuộc cái gì là nhục cái đấy. Thôi đành chịu đựng đến khi con gái lớn rồi thì làm thế nào thì làm. Buổi sáng hôm sau, Liễu phải nhờ ông Thuần nấu ăn sáng và đưa bé Tuệ Như đi học để mình đi chợ sớm. Cuộc sống lần hồi, một mình lặn lội thật chẳng dễ dàng gì. Sau khi lấy hàng và gửi ở ngoài chợ, Liễu bắt đầu sang xưởng gỗ làm việc. Ông Thuần lại tiếp tục đi theo và đứng bên ngoài để xem động tĩnh. Em Liễu ơi, từ hôm qua đến nay đã thấy em xinh hơn hẳn rồi đấy. Hình như gần các anh nền nó mới nhuận sắc ra thế đấy. Một gã đàn ông lực lưỡng vừa đục vừa đùa cợt. Em ơi, anh Lâm cũng chưa lấy được vợ, anh ấy ế lâu lắm rồi. Hay là em và anh ấy thành một đôi đi, để cho bọn này uống rượu mừng nào. Em thân quá bụa lại có con rồi, anh ấy trai tân hơ hớ ra thế làm sao mà thèm. Liễu cũng góp vui. Úi giời, anh chẳng mong quá ấy chứ. Người đàn ông tên Lâm cười phá lên. Cuộc trò chuyện của Liễu với mấy anh thợ mộc khiến ông Thuần nóng mặt. Mới có ngày thứ hai thôi mà đã thế này rồi. Làm ở đây lâu thì chắc chắn sẽ có chuyện. Rồi thì sẽ lại ngã vào lòng mấy cái thằng mất dạy này thôi. Ông phải ngăn việc Liễu làm ở đây. Nghĩ là làm, ông Thuần chạy ngay vào giữa sân và chửi. Thấy con gái người ta là định vồ ngay lấy à? Chồng nó vừa mới mất mà chúng mày lấy chuyện ấy ra để đùa cợt à? Chúng mày âm mưu định gán ghép để cướp con cướp cháu của tao à? Còn lâu nhá. Ông ơi, chúng cháu chỉ đùa vài câu cho vui thôi. Sao ông phải nói nặng lời thế? Chẳng lẽ lúc nào cũng phải nói những lời buồn bã để cô ấy ủ dột mới là tốt à ông? Một người đàn ông trong nhóm thợ lên tiếng. Còn cái con này nữa, bao nhiêu chỗ không xin làm lại xin vào chỗ toàn đàn ông thế này. Rõ ràng mày thích kiếm thằng nào đấy trong này phải không? Mày định bôi cho chát chấu vào mặt thằng chồng quá cố của mày à? Bố định triệt đường sống của con đấy à? Đi đâu làm gì bố cũng đi theo, rình mò rồi chửi bới người ta. Như thế thì ai người ta còn chứa con nữa. Làm đâu thì làm, chứ không có làm ở chỗ giặt những thằng đàn ông thế này. Mày đi làm hay là mày đi kiếm trai? Con nói bao lần rồi mà bố vẫn không hiểu à? Con phải kiếm tiền để nuôi con của con. Bố đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Thôi bác cũng về đi, tôi là chủ của xưởng gỗ này đây. Một người đàn ông trạc 60 tuổi bước ra nói. Anh em nó có trêu đùa mấy câu thì cũng có sao đâu mà bác phải nói nặng lời như thế. Không ai trêu đùa cái kiểu ấy cả. rõ ràng là có ý đồ. Thế thì bây giờ như thế này, cháu Liễu về đi, hôm nay coi như là xong việc rồi, ngày mai cháu cũng không cần đến làm nữa. Ông chủ xưởng gỗ ôn tồn nói, chú đưa gửi cháu 500 tiền công của 2 ngày làm việc, từ ngày mai cháu cũng không cần phải đến nữa, chú không muốn rắc rối vì những việc không đâu. Liễu khóc nức nở cầm tiền của người chủ xưởng gỗ đưa rồi lên xe phóng đi. Cô không về nhà mà chạy về nhà Hoàng. Đến nước này thì cô cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô phải nói với anh Hoàng, mong anh ấy có thể giúp đỡ cho cô, để cô thoát khỏi cái cảnh gọng kìm này. Ông Thuần cứ như thế này thì làm sao mà cô có được chứ? Cứ làm ở đâu cũng đến phá đám thì chỉ có chết đói thôi. Ông Thuần vừa về đến nhà thì anh Hoàng vừa chạy tới. Bố làm cái gì mà cứ đi phá đám thím ấy thế? Chú Bình thì vừa chết, bố cũng phải để thím ấy còn làm ăn chứ. Anh Hoàng gay gắt, ai tao cấm làm ăn đâu, việc của mày à mà mày cứ xen vào. Bố làm thế người ta cười cho đấy. Ai đời bố chồng đi đánh ghen con dâu như là bố chứ. Mà cũng chẳng phải là đánh ghen, nó là cái thứ quái thai gì ấy không gọi được tên. Thằng này láo quá, nuôi mày lớn để mày bảo bố là quái thai à? Ý con là cái việc bố làm nó quái thai ấy. Bố có thấy bố làm thế vừa quá đáng vừa trẻ con, vừa buồn cười lắm không? Con bé ấy đã đi ton hót với mày cái gì à? Tao nói cho mày biết, tao mà không làm thế thì chỉ có vài hôm là nó lấy thằng khác thôi. Thím ấy có người khác thì cũng có vấn đề gì chứ. Người nhà mình thì mất rồi, cũng phải để thím ấy sống cuộc đời của mình chứ. Không được, tao cả đời hy sinh vì anh em chúng mày đấy. Thế tao không được sống cuộc đời của mình à? Nó cũng phải ở vậy mà nuôi con. Như thế là ác lắm bố ạ. Với cả thím Liễu cũng không phải là người lăng nhăng đâu, mà bố cứ làm như thế thiên hạ người ta cười cho. Cười hở 10 cái răng, đứa nào thích cười thì kệ mẹ chúng nó. Tóm lại là bố chuyển về nhà con đi, bỏ ngay cái trò này đi cho người ta đỡ cười. Già rồi còn đi ăn xương nằm gió thế này chỉ để canh con dâu. Đời này á, con thấy chỉ có mỗi một mình bố như thế. Mày biến đi, việc ta làm, đừng có mà xen vào, tao chửi cho bục mà đấy. Bố, đúng là hết chỗ nói rồi. Anh Hoàng bực tức bỏ về. Ông Thuần nhìn theo bóng dáng thằng con cả mà cơn tức cứ dồn lên tận cổ. Còn với chả cái, chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Không biết thương em trai thì thôi, lại còn đi bênh em dâu như thế. Nó mất rồi thì mình phải có trách nhiệm giữ gìn gia đình cho nó chứ. Để cho thằng khác nó đến ngủ với vợ con trai mình ngay trong chính căn nhà mà con trai ông đã vất vả làm ra thì ông không bao giờ chấp nhận. Đời ông vất vả lắm mới nuôi được 2 cậu con trai khôn lớn như thế. Giờ dù có thế nào đi nữa thì ông vẫn phải giữ cho bằng được cơ ngơi, gia sản cho con trai. Từ ngày hôm sau, Liễu chỉ còn có thể đi chạy chợ. Cứ đến làm chỗ nào hôm trước thì hôm sau ông Thuần đến phá đám. Nhưng đi chạy chợ thì ông Thuần cũng chẳng yên tâm. Nó cứ đi sớm về hôm, biết thế nào mà lần. Mà bọn chạy chợ mới nhiều thời gian lại rừng mỡ. Biết đâu trong đám bạn hàng lại chẳng có thằng nó thích, nó tòm tèm. Đẩy những vụ đánh ghen của các bà vợ có chồng đi chợ sớm lại tranh thủ đi tìm gái đấy thôi. Thế nên ông càng phải cảnh giác. Ông căn thời gian Liễu đi và về. Hôm nào về chậm hơn nửa tiếng là ông bắt đầu càu nhàu. Vì phải nhờ ông trông Tuệ Như, chứ nếu không thì Liễu cũng không phải chịu ấm ức như thế. Lễ cúng 49 ngày của Bình vừa xong, Liễu lau dọn bàn thờ của chồng. Nhìn tấm di ảnh làm vội đặt trên bàn thờ mà cô không cầm được nước mắt. Ngày hôm qua cô đã kiểm tra và biết mình đã có thai được hơn 2 tháng. Cô lại mang trong mình giọt máu của chồng. Có lẽ biết được điều này anh sẽ rất vui. Liễu vừa vui mừng vừa lo khi biết mình mang thai. Nhưng lo nhiều hơn là mừng. Tuệ Như đã lớn thì cô còn có thể dành thời gian để đi làm kiếm tiền nuôi con. Giờ mà lại bế ẵm từ sơ sinh thì vất vả quá. Rồi thì ai sẽ trông con cho cô đi làm. Phải được ít nhất 6 tháng đến 1 năm thì mới có thể đi làm lại được. Còn thời gian mang thai nữa chắc cũng không thể làm được như lúc bình thường. Tính ra phải mất đến 2 năm chứ chẳng ít. Đã thế, ông Thuần lại soi mói như thế này mà cứ ở nhà ôm con thì chỉ có nước chết đói. 2 đêm nay, Liễu suy nghĩ rất nhiều và quyết định phải nói với vợ chồng anh Hoàng để xem ý kiến của vợ chồng anh ấy thế nào. Nếu ủng hộ và giúp đỡ thì cô sẽ để và sinh con. Còn nếu không thì... Liễu không dám nghĩ đến chuyện phá thai. Chồng cô đã mất rồi, giờ mà phá thai thì vừa tội cho con, vừa tội cho chồng. Nhưng để thì mẹ con cô khổ quá. Em muốn nói với anh chị chuyện này. Liễu mở đầu câu chuyện bằng vẻ mặt buồn rầu. Em đang mang thai được hơn 2 tháng rồi. Mấy hôm trước em có thử thai và cũng đã đi khám rồi. Thế thì tốt quá, phúc đức cho nhà mình quá cơ. Chú Bình chú ấy đi rồi mà cũng vẫn may, vẫn kịp để lại trên đời thêm một giọt máu nữa. Như thế thì thím sẽ vất vả lắm đấy. Chị Vân vợ anh Hoàng tỏ vẻ băn khoăn. Một mình nuôi Tuệ Như đã vất vả rồi, giờ lại thêm đứa nữa thì không hề đơn giản đâu. Thế nên em mới sang đây để nói chuyện với anh chị. Mong anh chị cho em lời khuyên. Em nên làm thế nào lúc này? Anh nghĩ rằng vẫn nên sinh con ra. Không nói đến chuyện bé là giọt máu cuối cùng của chú Bình, thì con đã thành hình thành hài rồi, cũng không thể bỏ đi được. Thím cứ cố gắng sinh con ra, có khó khăn gì thì anh chị sẽ hỗ trợ. Anh ấy nói đúng đấy, các cháu nhà chị cũng lớn cả rồi. Thím cứ sinh cháu đi, chị sẽ hỗ trợ thêm. Cũng chỉ khoảng 3 năm đầu thôi, chứ sau đấy nó chỉ việc ăn việc lớn thì mình cũng nhàn. Chúng mày đang thì thột với nhau cái gì đấy? Ông Thuần đi vào, cắt ngang câu chuyện của ba người. Làm gì có cái gì mà phải thì thụt mà bố cứ nói thế? Anh Hoàng nhăn nhó. Thím Liễu đang nói chuyện là thím ấy đã có thai rồi, thế nên đang bàn xem làm thế nào cho nó vẹn cả đôi đường. Con của thằng Bình hay con của thằng nào? Sao giờ chồng chết rồi lại có thai là sao? Ông Thuần nhăn mặt. Bố nói chuyện chán chết đi được. Chú Bình mới mất còn chưa được 2 tháng, thím ấy có thai hơn 2 tháng rồi cơ mà. Chị Vân tỏ vẻ khó chịu. Thế bố hỏi thật Liễu nhá. Ông Thuần như không nghe thấy lời của chị Vân. Đây có đúng là con của thằng Bình không? Mày cứ đi sớm về hôm, gặp cả tá đàn ông ngoài đường ngoài chợ, ai biết đằng nào mà tin. Bố đừng có nói thế tội cho con. Liễu bắt đầu nức nở vì uất ức. Trước đến giờ con không có điều tiếng gì cả. Con không hiểu bố nghe ai hay bố nghĩ cái gì mà lúc nào cũng nghĩ con lăng loàn đĩ thoã như thế. Nếu bố đã nói như thế thì con cũng phá thai này đi cho đỡ mệt. Một mình Tuệ Như con đã quá mỏi rồi, lại được thêm bố lúc nào cũng soi mói can thiệp vào các mối quan hệ làm ăn buôn bán của con nữa. Như thế này thì con làm sao mà có thể sống được? Biết mình lỡ lời, ông Thuần chỉ biết im lặng. Giờ cũng không thể mở miệng ra xin lỗi con được. Nhưng rõ ràng là cái cảm giác nghi ngờ vẫn không thể hết đi được. Nếu cái thai trong bụng nó là con của Bình thì đó là điều tốt. Nhưng nhỡ may đấy là kết quả của cuộc tình vụng trộm của Liễu, thì chẳng hóa ra nhà ông thành cái ổ tù hú à? Thì bố cũng chỉ vì nghĩ cho chúng mày. Bố đang lợi dụng cái gọi là tình thương đấy để hành hạ con cháu đấy. Đừng có nhân danh tình thương để biến mình thành ác quỷ nữa bố ạ. Liễu vừa nói vừa chạy ra ngoài rồi lên xe bỏ đi. À, cái con này láo quá, ông Thuần chửi với theo. Loại đàn bà mất dạy, dám chửi bố chồng là quỷ dữ nữa. Điệu này thì đúng là mày đã đi cặp bồ đánh đĩ với thằng nào rồi chứ gì. Mày có đứng lại cho tao không? Tài Liễu ủ đi như không nghe thấy gì nữa. Cô chạy đến trường mầm non đón Tuệ Như. Nhìn con ngây thơ sung sướng khi được mẹ đón về sớm mà Liễu như đứt từng khúc ruột. Con bé tíu tít kể cho Liễu nghe những chuyện xảy ra ở lớp trong buổi sáng. Những lời nói vô tư của con khiến lòng Liễu quặn thắt. Trẻ con sướng thật, chẳng phải suy nghĩ, cũng chẳng phải đối diện với những mối quan hệ, những điều rắc rối. Tất cả mối bận tâm của chúng chỉ là ăn gì, chơi gì mà thôi. Giá mà cứ sống vô tư như thế thì thích biết mấy. Liễu và Tuệ Như vừa về đến nhà thì ông Thuần cũng về đến. Ông chạy ngay sang nhà của Liễu căn vặn. Mày khai thật đi, đứa con trong bụng mày là của ai? Mày ăn nằm với thằng nào để đến mức chửa ra như thế? Mày đi phá ngay cho tao. Nhà tao không chứa cái loại con lạc loài như thế này đâu. Bố nói cái gì đấy? Đây là giọt máu của anh Bình để lại, thế mà bố cũng nỡ lòng nào bảo con phá đi à? Sao bố ác thế? Thà không có đứa con đấy còn hơn là nuôi con tu hú nhá. Con tao chết gần 2 tháng rồi, làm sao mà làm cho mày có bầu được? Con có bầu gần 3 tháng rồi bố ạ. Sao bố lại có những suy nghĩ bệnh hoạn như thế chứ? Mày đừng có láo nhá. Hết bảo tao là quỷ dữ thì lại bảo tao bệnh hoạn à? Nhà mày á, dễ đàng hoàng lắm đấy. Mẹ mày cũng đi kiếm được 2 đứa con chứ tốt đẹp gì đâu. Từ bé đến giờ mày có từng gặp bố mày chưa? Tao thấy có khi mày cũng giống như con mẹ mày đấy. Bố đừng có xúc phạm mẹ con như thế nhá. Bố không có quyền xúc phạm mẹ con. Ngay cả cái thai trong bụng của con, bố cũng không có quyền bắt con phải phá bỏ hay để lại. Làm thế nào là quyền của con? À, chồng mày chết rồi, giờ mày không cần cái gia đình này nữa chứ gì. Được rồi, mày đi đâu thì đi, mày phải để lại con bé Tuệ Như ở nhà. Tao sẽ nuôi cháu tao khôn lớn. Con của tôi nuôi, không nhờ đến mặt ông nhá. Liễu gào lên, con này láo quá, mày định làm loạn phải không? Mày ông tôi với ai thế hả? Cái con mất dạy kia. Liễu không nói gì thêm, cô vùng vằng trèo lên xe máy. Tuệ Như cũng theo mẹ khóc nức nở. Liễu bế thấp con lên xe rồi phóng vụt đi. Ông Thuần nhìn theo mà đôi tay run run lên vì giận dữ. Liễu về đến nhà anh trai khi mọi người đang say giấc ngủ trưa. Trời nắng nóng nên chẳng ai muốn ra ngoài vào lúc này. Thấy con gái về, bà Hậu mau mắn ra mở cửa. Kể từ ngày Bình mất, hôm nay Liễu mới về nhà. Số bà đã vất vả một mình nuôi con khôn lớn thành người. Bà đang ở với vợ chồng cậu con trai cả. Anh Huân là người rất hiền lành và biết thương mẹ, nhưng vợ anh là chị Nhật lại rất ghê gớm và thường xuyên soi mói. Ở tuổi thất thập rồi, bà Hậu cũng đành mũ ni che tai, coi như mù điếc hết để cuộc sống yên ổn. Liễu thấy mẹ thì lại bật khóc nức nở. Những cay cực lại được dịp trào lên thành nước mắt. Cô khóc nức nở như lúc bé bị bạn bắt nạt rồi chạy về mách mẹ. Cô xà vào lòng mẹ nức nở. Nghe thấy ồn ào, vợ chồng anh Huân, chị Nhật cũng thức dậy đi ra phòng khách. Có chuyện gì mà lại về vào giờ này con? Ăn uống gì chưa để mẹ đi nấu cho bát mì? Bà Hậu xoa đầu con gái. Con chả buồn ăn gì nữa. Con khổ quá mẹ ạ. Ông Thuần ông ấy cứ soi mói, chèn ép không cho con đi làm. Còn phát hiện có thai thì ông ấy bắt phá bỏ. Có thai mấy tháng rồi? Bà Hậu hoảng hốt. Sao lại phá bỏ? Ông ấy sợ không phải là con của con với anh Bình. Ông ấy cứ nghi ngờ con đi cặp kè với ai đó rồi có con. Bình nó vắn số, để lại thêm giọt máu nữa mà lại bắt phá đi thì là nghĩa lý làm sao? Để mẹ phải sang nói chuyện với ông ấy mới được. Con nghĩ ông ấy nói đúng đấy. Cô Liễu bây giờ một mình nuôi Tuệ Như cũng đã quá vất vả rồi. Hơn nữa cô còn trẻ, mới có 24 tuổi, tương lai còn dài. Có một đứa con gái thôi thì sau này cũng vẫn dễ lấy chồng. Chứ giờ có thêm đứa nữa thì... Chị Nhật xen vào. Nhưng đây là giọt máu cuối cùng của anh Bình để lại chị ạ. Em không nỡ lòng nào bỏ nó đi được. Cô phải nghĩ đến thực tế cuộc sống của mình. Giữ lại đứa bé thì cô sẽ vô cùng vất vả. Mà sao ông Thuần, ông ấy lại đối xử thế với em? Em cũng không biết được. Nhưng từ ngày anh Bình mất là ông ấy bắt đầu soi mói xét nét từng tí một. Em đi đâu làm gì ông ấy cũng theo dõi. Gặp ai là đàn ông cái là ông ấy tiếp cận rồi chửi bới, dọa nạt người ta. Giờ cả mấy mối hàng quen của em còn không dám tiếp xúc với em vì sợ rắc rối đấy. Nếu khổ quá thì hay là về đây sống với mẹ. Bà Hậu ngập ngừng. Không được. Chị Nhật lên tiếng phản đối ngay. Tội gì mà cô phải về đây chứ mẹ. Đất cát nhà cửa đấy, xấu đẹp thì cũng là của cô ấy. Giờ bỏ đi thì chẳng bằng bỏ hết à? Ai người ta cho bán đi mang theo chứ. Chỉ bằng cứ ở đấy. Ông ấy già rồi thì cũng đến lúc chết. Lúc ấy thì ai làm gì được mình nữa. Dại gì bỏ nhà bỏ của chứ. Còn ông ấy có theo dõi mãi được không mà phải lo. Nhưng em mệt mỏi với cái cách ông ấy đối xử với em lắm rồi. Em với ông ấy vừa cãi nhau xong em mới chạy về đây đấy. Theo anh thì thế này. Anh Huân điềm đạm lên tiếng. Đành rằng cô đang mang giọt máu của chú Bình. Nhưng ngay cả bố chú ấy cũng nghi ngờ thì cô giữ lại làm gì? Cô cứ cân nhắc nặng nhẹ. Nhưng theo anh thì phá thai là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh của cô lúc này. Cô ở vài năm nữa rồi kiếm lấy một thằng nào đấy mà lấy. Đàn bà không có chồng nó trông tranh lắm. Lấy chồng an phận nhà chồng, sướng khổ đều phải chịu thôi, chứ biết làm cách nào được. Liễu không nói nữa. Cô hiểu rằng vợ chồng anh Huân không muốn cô quay về nhà. Mảnh đất của bà Hậu để lại cũng chẳng rộng rãi gì. Ngày ấy bà mua lại của một người bà con được có hơn 100 mét vuông đất. Giờ mà thêm Liễu về thì đúng là cũng chẳng biết ở đâu. Nhưng phương án phá thai thực sự không phải là cách mà Liễu đã chọn. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn phải giữ lại đứa con này. Khổ thì ba mẹ con cùng chịu, chứ nhất định không thể vì bất cứ lý do gì mà làm cái việc tàn nhẫn ấy được. Mọi người đều im lặng và theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Ai cũng có lý để lo lắng. Tình thân bị giằng xé bởi tiền bạc, quyền lợi. khiến cho mọi quyết định đưa ra đều vô cùng khó khăn. Cuộc sống vốn vậy, động chạm đến quyền lợi đâu phải chuyện dễ dàng. Anh Huân và chị Nhật đã chuẩn bị đi làm. Cuộc sống của ai cũng bận rộn cả. Chẳng ai có nhiều thời gian để quan tâm đến người khác. Chẳng ai lo, cũng chẳng ai quan tâm đến mình bằng chính bản thân mình cả. Liễu ở lại với bà Hậu đến chiều mới trở về. Ở bên mẹ, cô thực sự tìm được cảm giác bình yên. Dù bà cũng chẳng đủ sức che chở hay giúp đỡ cô nữa, nhưng tình yêu thương và sự quan tâm vô điều kiện của bà làm Liễu thấy ấm lòng. Đúng là trên đời này chỉ có mẹ là người yêu thương mình nhất và che chở cho ta nhiều nhất. Liễu về đến nhà khi trời đã chập choạng tối. Cửa bên ngoài được ông Thuần khóa bằng 2 chiếc khóa mới. Chắc ông ấy định không cho cô vào trong nhà. Mặt Liễu nóng bừng, cô chạy xuống bếp, cầm chiếc cuốc lên đập mạnh vào cái khóa ấy. Sức mạnh của một người đàn bà đã quen cực nhọc, cùng cơn tức giận đang trào sôi, khiến chiếc khóa bật tung chỉ sau 2 lần đập. Thấy động, ông Thuần nhanh chóng bước vào. "Mày định phá nhà của tao à, cái con mất dạy kia?" Ông gào lên khi thấy Liễu đập khóa và bước vào trong nhà. "Đây là nhà của con, bố không có quyền làm như thế. Không ai có thể có quyền đuổi con ra khỏi đây được. Ngược lại, con sẽ đuổi tất cả những người nào làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con. Giờ bố về đi, con còn phải tắm rửa thay quần áo." "Cái con này mất dạy quá." Ông Thuần bắt đầu chửi. "Loại không cha nên không có người dạy đây mà. Mày không nhớ rằng đất này là của con tao à? Cái nhà này cũng do con trai tao làm. Mày đã ăn nằm với người khác rồi thì làm gì có tư cách mà ở đây nữa chứ. Trừ khi mày phá thai đi, ở đây mà yên phận nuôi con thì tao cho ở, bằng không thì tao tống cổ, nghe chửa. Tóm lại, con của con thì con nuôi, nhà con thì con ở. Cái thai trong bụng là con của anh Bình hay của ai thì trời biết, đất biết, anh Bình biết. Con không cần phải giải thích với bố. Bây giờ tao cho mày 2 lựa chọn. Một là đi xét nghiệm. Nếu cái thai đúng là của thằng Bình thì tao chấp nhận cho mày sinh đẻ. Tao sẽ trông nom cho mà đi làm. Còn không phải của thằng Bình thì nhất định mày phải bỏ đi. Tao không chấp nhận mày có con với người khác mà vẫn ở nhà của con trai tao. Con nói rồi, đây là con của con và anh Bình. Còn bố tin hay không là quyền của bố. Con không có nghĩa vụ phải giải thích với bố làm cái gì." Liễu đi vào trong nhà, bật điện rồi đóng cửa lại. Cô mặc kệ ông Thuần chửi bới ngoài sân. Cô thắp hương lên bàn thờ của chồng. Không lúc nào cô cảm thấy cô đơn như bây giờ. Cuộc sống thật vô vị quá. Sao có người lại nhỏ nhen và độc ác như vậy chứ? Giá lúc này có người để sẻ chia, để trút bỏ hết những ấm ức trong lòng thì hay biết mấy. Những điều ông Thuần nói làm cô cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Những việc ông ấy làm, những điều ông ấy nói chạm đến lòng tự trọng của cô. Việc ông Thuần làm cũng khiến thiên hạ xì xào. Người hiểu chuyện thì thương cho Liễu. Chồng vừa mất mà ông bố chồng đã cứ xét nét như vậy. Kẻ không hiểu chuyện thì cho rằng cô là kẻ lăng nhăng, đĩ điếm. Theo họ thì không có lửa, làm gì có khói. Chắc Liễu phải thế nào thì ông Thuần mới thế chứ. Những lời nói ấy cũng khiến Liễu cảm thấy khó chịu lắm. Không những thế, nó còn khiến cho ông Thuần thêm nghi ngờ con dâu mình có quan hệ ngoài luồng. Vì thế ông càng khắt khe với cô hơn. Chửi chán, ông Thuần cũng về cái quán nhỏ của mình, nhưng vẫn ấm ức lắm. Ai đời, con dâu đi cãi miếng một với bố chồng như thế. Hay lại con trai ông mất rồi nên nó không còn cần gia đình ông mới láo toét đến như thế. Dù miệng chửi bới thậm tệ, nhưng thâm tâm ông Thuần vẫn rất sợ Liễu đi mất, rồi cháu ông sẽ khổ. Tất cả những việc ông làm đều chỉ vì tình thương đứa cháu và đứa con trai vắn số của mình mà thôi. Nhưng không ai hiểu cho ông. Người ta cho ông là kẻ hẹp hòi ích kỷ. Nhưng ai yêu thương mà không hẹp hòi ích kỷ cơ chứ? Ông Thuần về trả lại không gian tĩnh lặng đến rợn người. Chưa lúc nào Liễu cảm thấy mình cô đơn như lúc này. Một mình không đáng sợ bằng việc ở cạnh rất nhiều người mà vẫn cảm thấy cô đơn. Tương lai trước mặt cô là một màu đen tối. Chẳng ai giúp đỡ, không một người để bấu víu. Chỉ một mình chống chọi với cuộc đời. Đã thế lại luôn có người bên cạnh để soi xét, chửi bới và ép buộc phải làm thế này, phải làm thế khác. Có thai trong hoàn cảnh này thực sự là một việc ngoài mong muốn của cô. Nó làm cho cuộc sống của cô vốn đã ngột ngạt lại càng trở nên khó khăn hơn. Có thêm một đứa con nữa, cuộc sống của ba mẹ con sẽ vô cùng nhọc nhằn. Làm thế nào để có tiền nuôi con? những lúc con ốm đau bệnh hoạn, lấy ai cùng chia sẻ săn sóc. Bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu lo lắng cứ dồn dập ập đến. Điều đáng sợ là chẳng có vướng mắc nào có được câu trả lời thỏa đáng. Liễu không thể làm gì để thoát khỏi tình trạng bế tắc ấy. Khó khăn dù chưa đến đã làm cho con người ta phải ngao ngán. Suốt đêm hôm ấy Liễu không tài nào ngủ được. Những suy nghĩ cứ nhảy múa hỗn loạn trong đầu cô. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân như Liễu thật chẳng dễ dàng gì. Gia đình chồng thì chẳng thể trông mong, vợ chồng anh Hoàng cũng không có tiền. Họ có hỗ trợ thì cũng chỉ là lúc nhất thời. Ông Thuần thì có nhiều thời gian đấy, nhưng nếu phải nhờ thì suốt ngày Liễu sẽ bị soi mói từng giây từng phút. Ra ngoài về muộn một tí cũng không được. Sống như thế thì chẳng khác nào trong tù ngục. Phá thai, ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu của Liễu. Đó là một giải pháp tốt nhất lúc này. Chị dâu của Liễu nói đúng. Nếu phá thai lúc này, cô sẽ có cơ hội kiếm được một người đàn ông đàng hoàng làm chồng. Nhưng nếu là mẹ của hai con rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Thực ra Liễu chưa nghĩ đến chuyện tái hôn, nhưng cô còn trẻ quá. Nhiều bạn bè của Liễu còn chưa kịp lấy chồng cơ mà. Nhưng phá thai lúc này thì tàn nhẫn quá. Tàn nhẫn không chỉ với đứa con trong bụng mà với cả người chồng đã mất của Liễu. Nếu làm như vậy, suốt cả cuộc đời này cô sẽ chẳng lúc nào cảm thấy thanh thản được. Đã không thể bỏ đứa con trong bụng mà sinh ra thì cũng làm con khổ, mình khổ. Thì hay là... Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu Liễu. Kết thúc cuộc đời ở đây, cả ba mẹ con cô sẽ cùng nhau ra đi. Liễu, Tuệ Như và đứa con trong bụng sẽ cùng nhau về thế giới bên kia. Cái ý nghĩ ấy cứ ngày một lớn dần và chế ngụy tâm trí Liễu. Phải rồi, đó là cách giải thoát cho mẹ con cô khỏi bế tắc này. Liễu quay sang ôm Tuệ Như vào lòng. Con bé vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Giấc ngủ bình yên ấy thật khiến lòng người mẹ tan nát. Dậy đi con. Liễu vừa gọi Tuệ Như vừa nức nở. Dậy sớm thế mẹ. Bé Tuệ Như khẽ cựa mình mở mắt. Dậy, mẹ cho con đi du lịch. Hôm nay mẹ con mình sẽ đi thật xa. Nghe thấy được đi du lịch, Tuệ Như ngồi bật dậy và tỉnh ngủ hẳn. Mẹ đi lấy quần áo cho vào ba lô đi mẹ. Con thích cái váy trắng này, mẹ mang đi cho con mặc nhá. Con mặc luôn vào đi. Mình sẽ không cần mang theo quần áo đâu. Ở đó không cần quần áo. Liễu nói trong nước mắt. Người ta cho mình quần áo à mẹ? Ừ, thôi mẹ con mình đi. Liễu mặc cho con gái chiếc váy trắng mà nó thích nhất, rồi bắt đầu lên đường. Trời vẫn còn tối. Liễu lái xe đến một quãng đê vắng cách nhà chừng 5 cây số. Con sông Hồng chảy qua quê cô, cuồn cuộn nước. Mùa hè, dòng sông như một con rắn khổng lồ đang oằn mình chở phù xa ra biển cả. Bốn bể vắng lặng đến rợn người. Liễu dừng lại bên cạnh một cây đa mồ côi. Gọi là mồ côi bởi một mình nó đứng trơ vơ giữa cái mênh mông của sông nước. Cô thấy cuộc đời mình sao giống cái cây này thế. Một mình cô đơn, một mình chống chọi với gió bão. Nhưng nó vẫn đang lớn lên, nó vẫn kiên cường giữa bão bùng sóng gió. Còn Liễu đang muốn đầu hàng cuộc đời, đầu hàng những khó khăn trắc trở trong cuộc sống của mình. Trời vẫn còn sớm lắm. Liễu ôm Tuệ Như vào trong lòng. Sau một lúc thao thức, Tuệ Như lại ngủ ngon lành. Phải dậy sớm quá làm con bé mệt. Mấy lần Liễu định ôm con lao xuống sông cho xong nhưng mà lại không nỡ. Đời cô thì chẳng còn thiết tha gì nữa. Nhưng Tuệ Như nó còn quá nhỏ. Con còn có cả một tương lai phía trước. Liệu hủy hoại cuộc đời của con có phải là cách để cho con được sung sướng không? Có ánh đèn xe máy đi lại từ đằng xa. Một người đàn ông đi tới chỗ cây mồ côi. Anh ta đi qua một đoạn rồi lại quay lại. Hay anh ta muốn cướp? Mà cũng chẳng sao. Liệu còn gì nữa để mà mất đâu. Cái thân tàn tạ này sẽ trôi theo dòng nước. Chiếc xe máy cả tàng kia, hắn có lấy thì cũng chẳng hề hấn gì. Người chết thì cần gì xe. Nhưng người đàn ông đó quay lại không phải để lấy đồ. Anh ta ngồi xuống cách Liễu một đoạn chừng 5 mét. Liễu cũng không còn tâm trạng để tâm đến anh ta nữa. Liễu đang khóc. Những giọt nước mắt đau đớn đến tột cùng. Bao nhiêu cơ cực một mình phải chịu đựng. Chẳng ai san sẻ, chẳng ai thương yêu. Cô định tự tử à? Người đàn ông bất ngờ hỏi. Việc đấy thì có liên quan gì đến anh? Liễu quay sang vẻ bực dọc. Chồng tôi thì chết. Bố chồng suốt ngày soi mói, bắt bỏ đi đứa con trong bụng vì nghi ngờ không phải con của chồng. Một mình tôi không biết xoay sở thế nào với cuộc sống này. Sinh con ra thì ai giúp tôi nuôi con? Liễu cứ thế kể với anh ta những điều chất chứa trong lòng. Không hiểu sao cô lại tâm sự với một người xa lạ như thế. Anh ta cũng chẳng biết cô là ai. Nói ra được cô cảm thấy nhẹ lòng. Nếu mà cô muốn chết đi, cho tôi con gái để nuôi nhé. Người đàn ông lạnh lùng nói. Muốn chết thì chết một mình, sao phải kéo theo con gái làm gì? Mà như cô đúng là chẳng nên sống thật làm gì. Ai đời, đứa con xinh xắn thế kia mà lại định giết cả con, rồi thì đứa con trong bụng nữa chứ. Cuộc đời này ai mà không gặp khó khăn chứ. Cứ khó khăn xíu lại tìm đến cái chết thì chắc thế giới này chẳng còn ai nữa nhỉ. Có ai khó khăn như tôi đâu. Tôi thực sự bế tắc và không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này nữa. Đàn bà các cô luôn tôn vinh, khuếch đại nỗi đau của mình để rồi bắt người khác phải san sẻ đồng cảm. Sao cô không nghĩ rằng có rất nhiều người còn khổ hơn cô rất nhiều? Cô có một cô con gái xinh xắn và một đứa con nhỏ trong bụng nữa. Tài sản vô giá như thế mà còn định vứt bỏ xuống sông à? Anh là người ngoài, nói thế nào mà chẳng được. Nói thì dễ lắm, làm mới khó. Đẩy kẻ là Phật sống khi nói, nhưng lại thành ác quỷ khi làm đấy. Thế nên chỉ khi rơi vào hoàn cảnh của tôi thì anh mới hiểu được. Đấy, cô thấy không? Cô luôn cố gắng để mọi người thừa nhận là cô khổ thì cô mới hả lòng, đúng không? Những kẻ luôn nói những điều tiêu cực và cố gắng bắt mọi người phải chia sẻ, phải công nhận nó là đúng mới được. Tóm lại, chuyện của tôi không liên quan đến anh. Anh đừng có cản tôi làm gì. Tôi có cản cô đâu. Tôi chỉ nói là nếu mà cô quyết chết ý, thì để lại cho tôi cô con gái kia để tôi nuôi thôi. Tôi đang sống một mình. Vợ con tôi chết trong vụ tai nạn giao thông do chính tôi cầm lái. Tôi không chết mà chỉ bị gãy chân, trong khi cả vợ con đều không qua khỏi. Hơn năm rồi tôi cứ lang thang như thế này. Hôm nay thấy cô muốn chết, tôi cũng hiểu tâm trạng của cô nên không cản. Chỉ là muốn nhận đứa bé kia làm con nuôi để cho bớt cô đơn thôi. Trẻ con có tội tình gì đâu mà cô cứ dám tuyên án tử cho con. Độc ác như thế thì trời không dung, đất không tha được đâu cô ạ. Cô không tiếc mạng sống của mình thì mặc cô, nhưng không có nghĩa là cô có quyền cướp đi cuộc sống của những đứa trẻ. Tôi ở đây để chờ. Nếu cô nhảy xuống sông mà mang theo đứa trẻ thì tôi sẽ cứu nó lên. Nếu mà cô để nó trên bờ còn mình nhảy xuống thì tôi sẽ mang nó về nuôi. Tôi cũng đang phải sống một thân một mình. Có thêm cô con gái xinh xắn như thiên thần thế này thì còn gì bằng nữa. Liễu khóc nức nở, không biết vì tủi thân hay vì thương cho hoàn cảnh của người đàn ông xa lạ. Những người cùng cảnh ngộ thường rất đồng cảm với nhau. Thực ra tôi đến đây cũng muốn tìm đến cái chết, nhưng khi nhìn thấy mẹ con cô ở đây, tôi lại không còn muốn chết nữa. Người đàn ông ngậm ngùi, bởi tôi nhận ra một điều. Tìm đến cái chết là một sự đầu hàng, hèn hạ nhất của con người đấy. Thế anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Mới 24 tuổi, chồng chết, một nách hai con, thì làm sao mà có thể trụ vững được trong cuộc đời này cơ chứ? Chẳng có gì là không trụ được cả. Còn thở là còn có thể vượt qua được khó khăn. Giờ nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Anh cứ về đi, tôi muốn ngồi đây một chút. Mà anh tên là gì nhỉ? Tôi là Long. Tôi không thấy yên tâm khi để cô ngồi đây một mình. Ngồi đây một lúc thì tôi cũng không còn muốn chết nữa rồi. Cảm ơn anh. Long cũng không nói gì nữa. Hai người xa lạ cứ ngồi đó lặng im, theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Long cũng đi đến bước đường cùng và muốn từ giã cõi đời. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy mẹ con Liễu ngồi khóc ở gốc cây mồ côi, anh lại bỏ qua cái ý định tự tử của mình. Đời này chẳng ai sướng cả, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Đầu hàng buông xuôi là hành động đớn hèn nhất. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục và mọi chuyện rồi sẽ ổn. Khi con người ta còn thở là còn phải cố gắng, còn phải vượt qua khó khăn thử thách. Suy cho cùng, có tột cùng đau khổ, tận cùng khó khăn, ta mới có thể cảm nhận được trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Bé Tuệ Như cứ loay hoay thắc mắc tại sao đi du lịch xong lại ngồi ở đây. Liễu đứng dậy lên xe máy chở con về. Có lẽ anh chàng kia nói đúng. Cô không có quyền tước đi mạng sống của hai đứa con bé bỏng. Chúng không có tội lỗi gì mà phải chịu đựng cái kết đau đớn như thế. Chúng cần phải sống một cách đàng hoàng. Liễu sẽ làm tất cả, sẽ hy sinh tất cả về những đứa con của mình. Đó sẽ là tương lai, là niềm hy vọng và hạnh phúc của cô. Tất cả cuộc sống của cô bây giờ là hai đứa con. Mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, cô cũng không bao giờ chùn bước. Thấy Liễu lên xe về, Long cũng đi theo đằng sau. Có lẽ anh không yên tâm khi để cô đi một mình. Biết đâu đi đến ngang đường, cô ấy lại đổi ý và muốn quay lại nhảy xuống sông thì sao? Long cứ đi đằng sau Liễu cho đến tận cổng trường mầm non, nơi Liễu gửi con, rồi quay về đến tận nhà cô mới lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, hình ảnh một gã đàn ông đèo đẽo theo Liễu phía sau, đứng ở cổng nhìn vào một lúc rồi rời đi, không qua nổi con mắt của ông Thuần. Ông Thuần chạy ngay vào nhà Liễu. Ông phải làm cho ra nhẽ. Đúng là mèo mả gà đồng, sáng sớm đã tớn lên đi đâu không rõ. Hóa ra là đi theo trai rồi còn dắt trai về đến tận nhà. Cái con trời đánh thánh đâm kia, ông gào lên khi mới vào đến cửa. Mày đi đâu cả đêm với thằng nào, rồi còn dẫn trai về nhà như thế hả? Bố nói cái gì lạ thế? Con mang cả bé Tuệ Như đi cơ mà. Mày mang con đi làm bình phong để hai đứa thoải mái hú hí chứ gì. Tao biết hết rồi nhá. Tao vừa nhìn thấy cái thằng trời đánh ấy, nó đi theo mày về đến tận cổng. Thằng nào? Bố nói gì con không hiểu. À, mày cứ chối mãi đi. Cái thằng theo mày về đến tận cổng kia kìa. Đừng để đến lúc tao mà bắt được trai trên gái dưới thì đẹp mặt với cả làng con ạ. Chồng mới chết, mồ chưa kịp mọc cỏ mà đã đi tìm trai cả đêm thế à? Liễu không nói thêm nữa, cũng không thể khóc được nữa. Quả thực không hiểu là ông Thuần đang nói cái gì. Nhưng giờ cũng sẽ không quan tâm nữa. Cuộc sống của mẹ con cô thì cô sẽ tự lo liệu, chẳng nhờ vả cũng chẳng cần phải quỵ lụy ai cả. Cái con đĩ kia, ông Thuần càng gào to khi thấy Liễu im lặng. Chửa khỏi vòng đã cong đuôi rồi hả? Mày muốn trèo lên bàn thờ nhà tao mà ngồi à? Tao nhắc lại, mày phải đi bỏ cái thai đi. Nhà tao không chứa cái phường mèo mả gà đồng. Con nói với bố lần cuối cùng nhá. Trước vong linh chồng con khẳng định là con không lăng nhăng. Bố tin hay không tin là quyền của bố. Con của con sinh ra thì con khắc có trách nhiệm nuôi dưỡng. Vậy thì đừng có để nó mang họ nhà tao. Mày sinh nó ra thì vứt luôn cho chó nó nhai. Đừng có mang về đây làm gì cho bẩn nhà tao. Bố đừng có thốt ra những lời độc ác, vô nhân tính như thế. Đây là con của anh Bình. Bố không muốn con của anh ấy mang dòng họ máu của nhà bố, thì con cho nó mang họ của con. Chẳng sao cả. Mày cút ngay, cút khỏi nhà tao. Cái loại mất dạy. Ai đời bố chồng nói nửa câu đã cãi xong cả chục câu. Nhà tao không có cái loại con dâu mất nết như mày. Ông Thuần chạy cuống cuồng vớ lấy một khúc gỗ dài chừng 2 mét, vác cây gậy to tướng ấy vào trong nhà. Có lẽ cơn giận đã tạo thêm cho ông sức mạnh để bước phăm phăm trên nền gạch. Bố định làm gì? Đánh con à? Bố có đánh chết thì con cũng làm ma ở cái nhà này, chứ nhất định không chuyển đi đâu đâu. Bố đừng nghĩ là có thể đuổi con. Ông Thuần dí sát cây gậy và tận mặt Liễu như để đe dọa. Cô cứ đứng như trời trồng, mặc kệ ông ấy muốn làm gì thì làm. Đánh chết cô là cùng chứ gì. Nếu ông ấy đủ dũng cảm và sức mạnh thì cứ việc. Cô cũng có thiết sống nữa đâu. Còn nếu không đủ can đảm ấy thì ông ấy sẽ phải chấp nhận Liễu làm theo những điều cô muốn. Ông Thuần bất lực vứt cây gậy xuống đất rồi quay ra, miệng vẫn không quên lầm bầm chửi bới. Liễu đóng sầm cửa lại. Cô cần thời gian tĩnh dưỡng. Bé Tuệ Như đã được gửi ở nhà trẻ. Cô sẽ dành cho mình ngày hôm nay. Cô sẽ nghỉ ngơi, sẽ ngủ một giấc thật thoải mái để chuẩn bị cho những ngày vất vả sắp tới. Ngày mai, cô sẽ tiếp tục lao vào cuộc chiến đấu để chuẩn bị cho đứa con thứ hai ra đời. Bình đã không còn, giờ Liễu sẽ thay anh nuôi dạy con thành người. Chẳng hơi đâu ngồi đấy để mà lo lắng. Cứ đứng dậy cứ làm, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi. Nhưng ông Thuần không để cho Liễu yên ngày nào. Cứ ra khỏi nhà thì thôi, về đến nhà là căn vặn đủ điều. Tất cả những người đàn ông buôn bán chung với Liễu đều được ông gặp mặt, dọa nạt và cảnh cáo. Vì thế hoặc là họ để cho vợ làm hoặc với Liễu, hoặc là họ lảng tránh. Chẳng ai dại gì mà dây dưa với Liễu cho rắc rối. Chẳng được lợi lộc gì, lại mang tiếng cặp kè để bố chồng người ta tìm đến tận nơi. Dù biết vậy, nhưng Liễu cũng mặc kệ ông ấy. Hết mối này thì cô tìm mối khác, làm thế nào để có hàng thì thôi. Ông ấy càng đi theo phá đám, cô càng lao như con thiêu thân vào công việc. Khoảng 2 tháng sau thì bụng Liễu đã to tướng. Việc đi lại và vận chuyển hàng hóa đã bắt đầu khó khăn. Một buổi chiều, Liễu đang loay hoay dọn dẹp hàng hóa thì có một người đàn ông đến sạp hàng của cô. Đó là Long. Anh ta nhìn bảnh bao và chững chạc hơn rất nhiều so với hôm Liễu gặp ở chiếc cây mồ côi bên bờ sông Hồng. Chào cô, công việc làm ăn thế nào rồi? Anh muốn mua gì ạ? Liễu chưa nhận ra Long. Không, anh chỉ đến thăm em thôi. Công việc buôn bán ở đây thế nào em? Cũng khó khăn lắm anh ạ. Em giờ bụng to đi lại cũng không tiện lắm. Giờ phải đi lên phố huyện lấy hàng, xong lại trở về cũng vất vả. Không biết tháng 2 tháng nữa thì em còn đi được nữa không ấy? Hay em có làm công việc thu ngân không? Anh giới thiệu cho. Đây là chỗ người quen của anh. Lương liệu được bao nhiêu hả anh? Chắc cũng được độ 5-7 triệu gì đấy thôi. Nó không bằng buôn bán thế này, nhưng chắc chắn nhàn hơn. Anh nghĩ nó phù hợp với bà bầu như em. Thế để em suy nghĩ đã nhé. Có gì em sẽ trả lời anh sau. Long đi rồi, mà lòng Liễu nửa mừng nửa lo. Mừng vì có thế cô sẽ có một công việc nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe của mình hiện tại, nhưng lo bởi hành động của ông Thuần. Chắc chắn ông ấy sẽ lại như những lần trước đến phá đám. Nhưng mà nếu cứ chạy chợ như thế này cũng chẳng phải cách hay. Thôi thì cứ làm cho người ta một thời gian, rồi được đến đâu thì được. Lần này chắc phải báo với anh Hoàng can thiệp để ông ấy không còn làm phiền cô nữa. Đợt tới con đi làm thu ngân ở cửa hàng trên thị trấn cho đỡ vất vả. Vừa về đến nhà, cô đã ra chỗ ông Thuần để nói về dự định của mình. Bố đừng có làm mấy cái trò trẻ con như những lần trước nhé. Tao thèm vào. Mày cứ đàng hoàng thì muốn làm đâu thì làm. Tao cũng chẳng can thiệp làm gì. Mà nhớ là sinh đứa bé này ra phải đi làm xét nghiệm ngay nghe chửa. Nếu là con của thằng Bình thì tao mới đồng ý cho theo họ nhà tao. Tóm lại là con sẽ thay đổi công việc. Bố cứ mặc con để con làm ăn đấy. Liễu như không nghe thấy yêu cầu của ông Thuần. Cô quay người vào nhà ngay mà không đứng lại để nghe ông lẩu bẩu gì nữa. Lúc nào ông ấy cũng có cớ để nói. Sự nhiễu nhương lắm chuyện của ông Thuần đã quá quen rồi. Liễu chẳng quan tâm nổi nữa. Cô rút ra một điều là cứ mũ ni che tai. Mặc kệ ông ấy nói gì thì nói, cô không nghe, không nghĩ. Ông Thuần biết vậy nên cũng ít nói hơn, nhưng lúc nào cũng theo sát cô mọi nơi. Ông đi theo Liễu lên tận chợ huyện lấy hàng, nhưng nhất định không chở hàng cho cô về. Việc của nó phải làm. Ông chỉ đi để đảm bảo rằng nó không chim chuột với thằng nào thôi. Còn nó làm gì thì mặc, ông chẳng đâu sức mà giúp. Liễu về gọi điện cho Long để hẹn lên xin việc tại một siêu thị nhỏ trong chợ huyện. Long nhiệt tình đưa cô vào tận nơi. Bà chủ là họ hàng của Long nên Liễu dễ dàng được nhận vào làm. Thậm chí bà chủ còn nghi ngờ rằng giữa cô và Long có tình ý và đứa con trong bụng của Liễu là của Long. Long cũng chẳng giải thích hay thanh minh điều gì. Kệ cô ấy hiểu thế nào thì hiểu. Càng như vậy thì càng dễ dàng hơn cho công việc của Liễu. Ông Thuần theo dõi Liễu từ khi cô bắt đầu từ nhà đi đến khi gặp Long trước cửa siêu thị. Những gì ông lo sợ thực sự đã đến. Nó đã hẹn hò với một gã đàn ông lạ mặt. Như thế thì không thể nào chấp nhận được. Đứng ở ngoài một lúc khá lâu, ông Thuần mới đánh bạo bước vào trong siêu thị để làm cho ra nhẽ. Lúc này là buổi trưa nên cũng không có nhiều khách hàng. Vừa vào đến cửa, ông đã nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt. Liễu thì ngồi ghế, Long đang đứng đằng sau cùng một người đàn bà béo tròn hướng dẫn Liễu làm gì đó trên máy tính. Thế này thì đúng là không thể chấp nhận được. Cái con đĩ điếm kia, mày đi làm hay đi đánh đĩ ở đây? Mày cặp kè với thằng kia chứ gì? Hôm nay ông bắt được tận tay rồi nhá, đừng hòng mà chối cãi. Bố làm cái gì đấy? Con đã nói với bố là con đi làm, bố để yên cho con kiếm cơm mà nuôi cháu. Liễu nói giọng khổ sở. Ông là ai mà đến đây làm loạn? Long hỏi giọng đanh lại. Tao là bố chồng của cái con lăng loàn kia. Mày cặp kè với con dâu tao mà còn có mặt mũi hỏi tao là ai à? Ông Thuần gầm lên. Con trai ông không còn nữa. Cô ấy muốn cặp với ai hay làm gì là quyền của cô ấy. Ông lấy tư cách gì mà cấm cản? Tao là bố chồng nó, là bố chồng, mày nghe chửa? Thế chồng cô ấy đâu? Đây không phải là chỗ ông thích làm gì thì làm nhá. Mày định làm gì tao? Vừa nói, ông Thuần vừa vớ ngay một thanh sắt, ở đó lao tới đập tới tấp vào người của Long. Do bất ngờ nên Long bị đánh một cái khá mạnh vào đầu, khiến anh choáng váng. Vốn là một người khỏe mạnh, Long lao vào quật ngã ông Thuần xuống đất. Cú ngã quá mạnh cùng việc chống sai tư thế khiến cho ông Thuần bị gãy chân. Ông gào lên đau đớn. Liễu cùng Long đưa ông Thuần vào bệnh viện. Cô gọi điện cho Hoàng để thông báo tình hình. Chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau, anh Hoàng cũng có mặt. Anh biết sự ngang ngược của bố mình nên cũng không oán trách gì Long. Anh quyết định đón ông Thuần về nhà để tiện mình chăm sóc. Ông Thuần từ lúc được băng bó chân không còn nói nhiều nữa. Cảm giác bất lực khiến ông không thể thốt lên lời. Ông không thể ngờ cô con dâu của ông lại dám cấu kết với người ngoài, đánh ông gãy chân như thế. Đành rằng ông là người ra tay trước, nhưng rõ ràng là nó không nể mặt ông tí nào. Liễu đứng ngay đấy mà cũng cứ để cho người tình đánh bố chồng như thế, thật không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Liễu vẫn tiếp tục đi làm ở siêu thị. Công việc khá đơn giản nên cô cảm thấy may mắn. Liễu chỉ phải đi làm giờ hành chính nên cũng có nhiều thời gian dành cho con. Hy vọng là sau khi sinh xong, cô sẽ tiếp tục được nhận vào làm ở đây. Long làm bảo vệ, trông xe ở bên ngoài siêu thị. Mặc dù vậy, Liễu vẫn luôn cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người. Cô không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì, không phải vì sợ tai tiếng hay sợ ông Thuần làm lên, mà đơn giản vì cô không muốn có bất cứ người đàn ông nào nữa xuất hiện trong cuộc đời. 2 tháng sau thì Liễu cũng bắt đầu đến ngày sinh. Đúng là Liễu làm đến tận ngày sinh. Cô không thể nghỉ sớm được vì sợ mình sẽ mất chỗ làm. Ai người ta có thể để trống vị trí ấy quá lâu được chứ? Đầy người đang muốn xin vào làm. Hơn ai hết, Liễu là người cần công việc này nhất. Buổi chiều hôm ấy, chuẩn bị hết giờ làm thì Liễu bắt đầu truyền dạ. Cơn đau khiến Liễu không thể đứng vững. Long vội vã lấy xe máy đưa cô vào bệnh viện. Cũng may, siêu thị chỉ cách bệnh viện hơn cây số. Liễu vội gọi điện cho anh trai đưa mẹ lên bệnh viện cùng mình và gọi cho Hoàng để đón Tuệ Như từ lớp học trở về. Khoảng 2 tiếng sau thì chị Vân cũng lên đến nơi với Liễu. Bà Hậu ngồi bần thần trên hàng ghế lạnh lẽo ở bệnh viện. Liễu phải mổ mà không đẻ thường được. Người già nghe nói động đến dao kéo là sợ. Bà sợ có gì đó bất trắc xảy ra với con gái mình. Số bà đã khổ, giờ con gái bà cũng một thân một mình nuôi con. Bà cũng chẳng làm gì khác được ngoài việc cầu mong cho con khỏe mạnh để làm ăn. Thế mà giờ nó lại phải mổ xẻ thế này. Nhưng ý nghĩ ấy khiến nước mắt bà cứ tràn ra. Không sao đâu bà. Chị Vân nhẹ nhàng nắm tay bà Hậu. Bây giờ người ta còn mong được mổ ấy chứ. Mổ giờ đã không đau, lại an toàn hơn là sinh thường. Vâng, tôi cũng mong thế bác ạ. Con bé khổ quá rồi, giờ lại còn phải mổ. Bà Hậu mếu máu. Bà yên tâm đi, mổ đẻ giờ nó đơn giản lắm bà ạ. Khoảng nửa tiếng sau thì ca mổ cũng thành công. Một bé trai xinh xắn được trao lại cho chị Vân. Long cũng loanh quanh ở gần đó, nhưng không đến gần gia đình Liễu. Khi ca mổ thành công, anh cũng lẳng lặng ra về. Anh biết mình không nên ở đây lâu, bởi sự xuất hiện của anh chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên thêm rắc rối mà thôi. Một tuần ở bệnh viện thì Liễu cũng được về nhà. Lúc này ông Thuần cũng đã được tháo bột và bắt đầu tập đi lại. Dù đi bằng nạng, nhưng ông vẫn cố gắng ra tận nhà Liễu để chửi. Bao nhiêu ngày tháng rồi ông không được chửi, nên cảm giác bí bách và uất ức nó tràn lên tận cuống họng. Vì nó mà ông phải khổ sở mấy tháng qua. Cũng may là chỉ gãy chân, chứ nếu mà có mệnh hệ nào thì ông thù nó cả đời. Dù có bà Hậu ở đó, nhưng ông Thuần vẫn không thể kiềm chế được. Ông lại bắt đầu chửi Liễu. Ông cố gắng tìm những lời lẽ cay độc nhất để làm tổn thương cô con dâu vừa mới sinh của mình. Cái loại đàn bà đĩ thóa, thằng bố của mày đánh gãy chân tao, hôm nay tao cũng phải đập cho nát cái mặt thớt của mày ra. Còn cái loại nghiệt chủng kia nữa, mày vứt nó ra khỏi nhà tao ngay. Nó không phải là con của thằng Bình. Ôi Bình ơi, vợ mày dám mang con của thằng khác về nhà này ở đây này. Mày đúng là mặt sứa gan lim Liễu ạ. Liêm sỉ của mày bị chó nó gặm rồi nên mới không cảm thấy xấu hổ khi mang con của thằng khác về trước vong linh của chồng. Mồ của chồng mày vẫn còn chưa xanh cỏ đâu, cái con nặc nô kia ạ. Ông Thuần hết đứng lại ngồi ở ngoài cửa mà chửi. Ông cũng không vào trong nhà. Ông phải đứng ở bên ngoài như thế này để dân làng người ta đi qua còn nghe thấy. Ông phải bôi xấu cái mặt thớt của nó. Bố làm cái gì mà mò ra đây thế? Anh Hoàng vừa chống xe máy và đi vội lên hiên nhà. Thôi đi về, chứ ở đây chửi bới làm trò cười cho thiên hạ à? Mày sợ cười thì mày đi mà về. Tao không sợ. Người ta có cười thì cũng cười vào cái con mặt sặc kia, chứ cười gì tao. Tao chỉ đang bảo vệ cái nhà này thôi. Hoàng lôi bố ra xe rồi bế thốc ông lên xe. Ông Thuần nhảy xuống, anh lại bế lên. Không thể để ông ấy ở đây chửi bới thế được. Nhưng làm thế nào ông cũng nhất quyết không chịu về. Ông còn dọa sẽ nhảy xuống cho gãy chân lần nữa nếu Hoàng cứ cố kiết bắt ông về. Anh đành bất lực ngồi ở bậc cửa nghe ông chửi. Anh ngó vào trong nhà nói với bà Hậu: "Bà thông cảm cho bố cháu. Từ lúc chú Bình gặp nạn đến giờ là bố cháu cứ đổ đốn ra thế." "Vâng, tôi cũng chẳng dám nói nửa lời đâu bác ạ." Bà Hậu quệt nước mắt. "Chỉ thương cho con Liễu, non nớt thế này mà phải nghe chửi bới suốt, thế thì chịu sao nổi." "Đấy, bà con xem, hai mẹ con nó ngậm mồm như hến ở trong nhà kia kìa. Có đứa nào dám mở miệng ra đâu. Nếu tôi nói sai, liệu nó có để yên cho tôi không cơ chứ? Tôi bị gãy cái chân này cũng là vì người tình của nó đánh tôi đấy bà con ạ." Ông cứ ở sân ngó vào trong nhà mà chửi. Liễu chỉ biết khóc, dù đã lấy bông bịt thật chặt tay, nhưng những lời của ông Thuần cứ xoáy vào tim cô. Tự nhiên lại mang tiếng là kẻ lăng loàn. Thực ra thì chồng cô chả còn, nếu có chuyện đó xảy ra cũng chẳng ai chê cười. Nhưng bị đổ tiếng oan làm Liễu đau đớn. Từ hôm về đến cả tuần lễ sau, ngày nào ông Thuần cũng chống nạng ra nhà Liễu để chửi, để đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Ông sợ đứa con trai Liễu mới sinh sẽ chiếm mất phần đất của con trai ông để lại. Dù cho có Tuệ Như thì ông cũng quyết không để Liễu lấy cho con trai thứ hai, vì ông cho rằng đó không phải là con của Bình. Những ngày ấy, cả Liễu và em bé đều không ngủ được. Sự căng thẳng khiến cô như phát điên. Cô thấy mình chơi vơi như bị rơi giữa biển nước mênh mông mà không có cách nào thoát ra được. Cái cảm giác bế tắc khó chịu lại ùa về. Bé bị tiếng chửi của ông Thuần làm cho không ngủ được, nên cũng quấy khóc suốt ngày khiến Liễu càng mệt mỏi. "Thôi, hay là chuyển về nhà anh Huân đi con, ở bên đấy một thời gian cho yên tĩnh." Bà Hậu nhỏ nhẹ khi ông Thuần đã về sau khi chửi chán chê: "Ở đây thế này mẹ cũng không chịu được nữa rồi. Đến lúc thông ra lời qua tiếng lại thì chẳng hay tí nào. Con sẽ không về bên nhà anh đâu. Anh ấy đã vậy lại còn chị dâu, anh chị ấy cũng chẳng muốn. Nếu mẹ thương con thì đi cùng con lên phố huyện. Con thuê một phòng trọ gần chỗ làm, chắc hết tháng là con đi làm ngay chứ cũng không thể ở nhà được." "Ừ, con tính thế nào thì tính, chứ cứ như thế này mãi á, mẹ cũng phát điên." Liễu gọi điện cho Long, nhờ anh tìm cho một căn phòng trọ gần siêu thị cô đang làm việc. Cũng chỉ khoảng nửa ngày sau, cô nhận được thông báo của Long là đã tìm được chỗ ở mới cho cô. Thế là tốt rồi, ngày mai Liễu sẽ chuyển đến đó sống. Chả nghỉ một tháng thì nửa tháng thôi, cô cũng sẽ bắt đầu đi làm lại. Ở nhà cũng chẳng làm gì, bé Tuệ Như cũng sẽ chuyển lên đó học. Ngày mai, cô sẽ đi tìm trường và xin cho bé vào đấy học. Ngày mai, cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Liễu ôm chặt con trai vào trong lòng. Mẹ sẽ không để bất cứ ai có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của ba mẹ con mình. Bà Hậu mau mắn dọn dẹp quần áo và mấy thứ đồ dùng lặt vặt trong gia đình. Cũng chẳng có gì, bà cho xong nồi bát đĩa vào một cái bao tải. Cũng chỉ có thế này thôi. Nhà Liễu không có tủ lạnh, cũng chẳng có máy giặt hay đồ dùng gì cả. Mấy cái quạt máy thì chỉ cần vứt lên thùng xe cho người ta chở đi là xong. Bất giác, bà Hậu thấy tủi thân ghê gớm. Đời bà đã phải chịu không biết bao nhiêu bất công, ngang trái vì phận đàn bà lặn lội nuôi con. Giờ con gái bà lại đi đúng vết xe đổ của bà. Liễu thì chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô chẳng có gì để nghĩ cả. Cứ nằm đó mà nghĩ thì chỉ có ốm hoặc muốn tự tử thôi. Thay bằng nghĩ thì cô phải hành động, phải làm tất cả những gì tốt nhất cho bản thân và hai đứa con. Phận con thế này thì cũng chẳng thể lấy chồng nữa. Mẹ thương con thì đi ở cùng con. Hai mẹ con nương tựa vào nhau để nuôi các cháu khôn lớn. Có mẹ con cũng yên tâm làm ăn hơn. Thì giờ mẹ cũng biết làm thế nào. Con ở đâu thì mẹ ở đấy chứ biết làm thế nào. Cả bà Hậu và Liễu đều im lặng, nhìn ra khoảng sân rêu mốc đang chìm vào bóng tối. Buổi sáng hôm qua, bà Hậu thuê một chiếc xe thồ để chở đồ đi. Ông Thuần thấy xe thồ vào thì cũng tức tốc đến cổng. Bà Hậu chất đồ gì lên thì ông lại vứt xuống. Mấy quạt máy bị ông đập tan nát. Vừa đập ông vừa chửi. Bà Hậu run lên vì căm giận nhưng cũng cố nhịn. Giờ chửi nhau thì cũng chả có lợi lộc gì. Bà chỉ đành bất lực nhìn ông thông ra đập hết đồ đạc bát đĩa của con gái. Thôi, chẳng cần cái gì nữa. Mấy cái nồi rách với bát mẻ mang đi làm gì cho nặng. Liễu nói giọng đầy ấm ức. Mẹ con mình chỉ cần mang theo mấy bộ quần áo đi thôi, mình làm lại từ đầu hết mẹ ạ. Ông Thuần cố chạy theo, giằng co vứt hết đồ đạc của mẹ con Liễu xuống đất. Ông như phát điên phát dại. Mày đi thì cứ đi, đừng ngòm đưa con Tuệ Như đi. Mày mà đưa cháu tao đi, tao gang họng mày ra. Chồng mấy chết chưa đầy một năm đã dọn dẹp hết đồ đạc quần áo để chuyển đi theo trai rồi. Cái giống đĩ thoã nhà mày, thiếu hơi trai một tí là không chịu đựng được hả cái con kia? Mày đứng lại cho tao, loại con gái mất dạy. Tao nói mà mày coi như rơm rác thế à? Cái con trời đánh thánh đâm kia. Liễu không nói gì mà cứ thế bế con ra cổng. Tuệ Như đã được cô gửi cho Long trở lên nhà trọ từ sáng sớm. Cô biết kiểu gì ông Thuần cũng sẽ quấy phá. Ba bà cháu nhanh chóng leo lên một chiếc taxi đã chờ sẵn ở cổng. Rõ khổ, chuyển nhà mà cứ như chạy trốn thế này. Thấy mẹ con nhà Liễu lên xe đi, ông Thuần cũng về lấy xe máy chạy ra trường mầm non. Nhất định ông phải bắt nó về nhà, phải bắt nó ở đây để nuôi cháu Tuệ Như. Cứ bắt con bé ở nhà thì sớm muộn Liễu cũng phải về. Giữ được Tuệ Như ở nhà thì có nghĩa ông sẽ giữ được cả Liễu. Ra đến trường mầm non, ông cuống cuồng khi biết Tuệ Như hôm nay không phải đi học. Vậy là nó đã có kế hoạch chạy trốn từ trước rồi. Ông phải đuổi theo, phải xới vào mặt hai mẹ con nhà nó. Ông Thuần phóng xe máy đuổi theo, nhưng biết đâu mà tìm bây giờ. Chiếc taxi có biển số bao nhiêu ông cũng không nhớ. Giờ biết mẹ con Liễu đi đâu. Ông vòng lên siêu thị chỗ Liễu làm việc, chắc chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Nhưng ông Thuần tìm mãi cũng không thấy dấu vết mẹ con nhà Liễu. Suốt cả một tuần sau đó, ngày nào ông Thuần cũng lên chỗ siêu thị nơi Liễu làm việc để nghe ngóng. Ông đi xung quanh để tìm kiếm bóng dáng mẹ con nhà Liễu. Dù không đi làm, nhưng nếu ở gần đây thì chắc chắn sẽ phải đi mua đồ ăn. Nhất định sẽ để ông bắt gặp. Ông cũng vào tất cả các nhà trẻ, trường học ở gần đấy để tìm cháu nhưng không thấy. Ông theo dõi cả chỗ ở của Long, nhưng cũng chỉ thấy anh ấy sống thui thủi một mình. Như thế thì có nghĩa là nó đã đi rất xa. Ông Thuần đành đau đớn trở về nhà. Ông bắt anh Hoàng phải gọi điện tìm kiếm, nhưng tất cả đều vô vọng. Số điện thoại cũ Liễu cũng đã thay. Liễu biết ông Thuần sẽ cố gắng tìm kiếm mẹ con mình, nên đành phải nằm im ở nhà hơn nửa tháng mới bắt đầu xin việc đi làm trở lại. Tuệ Như cũng bắt đầu được đi học. Chỗ cô làm cũng chỉ cách nhà chồng khoảng hơn 5 cây số. Sớm muộn gì thì ông Thuần cũng sẽ biết mẹ con cô ở đây. Nhưng cô không có ý định trốn tránh, chỉ là Liễu muốn ở ra xa một chút để đỡ phải nghe những tiếng chửi bới nạt nộ của ông ấy mỗi ngày mà thôi. Liễu đi làm khiến Long vui ra mặt. Hơn nửa tháng cô ở trên này, nhưng vì muốn yên ổn nên đã dặn anh không được đến chỗ mình để bố chồng cô khỏi biết. Long cũng thấy ông Thuần cứ quanh quẩn ở khu này nên cũng không tiện đến chỗ mẹ con Liễu. Chính vì vậy, gặp cô, anh như mờ cờ trong bụng. Liễu này, anh ngập ngừng mở lời khi Liễu bắt đầu ngồi vào quầy thu ngân. Anh muốn nói với em điều này. Anh cũng chẳng muốn vòng vo hay lãng mạn gì đâu. Nói là yêu em thì nó quá xến xúa. Nhưng anh thương em lắm. Giờ anh cũng chỉ có một mình. Nhà anh thì rộng. Hay là mình về chung một nhà được không em? Em cảm ơn anh. Em biết anh thương em. Mẹ con em cũng rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều trong thời gian vừa qua. Liễu nhìn Long với ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Nhưng quả thực em không có ý định lấy chồng khác. Là mẹ của hai đứa con rồi thì còn ham hố gì nữa đâu anh. Em chỉ mong em khỏe mạnh, con em cũng khỏe mạnh, để ba bốn mẹ con, bà cháu nương tựa vào nhau mà sống thôi. Hãy cho anh cùng ghé vai gánh vác với em. Cuộc đời anh chẳng còn gì, vợ con gặp nạn, giờ anh cũng chỉ có một mình. Anh là người tốt, em tin là anh sẽ gặp được những người xứng đáng. Nhưng chắc người đó không phải là em. Thôi, mình bắt đầu làm việc đi anh. Thế cho Tuệ Như làm con nuôi anh nhé. Anh muốn được góp phần mình chăm sóc cho mẹ con em. Vâng, nếu anh quý con như thế thì mẹ con em rất cảm ơn. Có thêm được một người bố nuôi chăm sóc thì bé sẽ bớt cảm giác thiệt thòi vì không còn bố. Còn em thì không cần ai để chăm sóc hết ạ. Em tự chăm sóc cho mình được rồi. Nhưng đấy là mong muốn tự đáy lòng của anh. Anh chỉ mong thì có cái gì ăn ngon ngon anh cứ mang đến đây. Em không từ chối đâu. Em chỉ thích ăn ngon mặc đẹp thôi. Liễu cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác. Thực ra Liễu rất bối rối trước đề nghị của Long. Cách ngỏ lời không có gì là lãng mạn, nhưng lại chứa đựng sự chân thành. Nhưng có lẽ nó không phải là mục tiêu của Liễu trong lúc hiện tại. Một bờ vai dựa vào cũng rất cần, nhưng dựa vào chính bản thân mình mới thực sự chắc chắn và bền vững nhất. Vậy được rồi, vài hôm nữa đến mùa xấu, anh sẽ mang cho em mấy cân ăn cho thỏa thích nhé. Vâng, thế thì còn gì bằng, quả đấy là em thích nhất đấy. Ăn nó đậm đà làm sao ấy, quá ngon anh ạ. Long mỉm cười bước ra ngoài làm công việc của mình. Anh hơi buồn khi bị Liễu từ chối, nhưng điều đó không làm anh mất đi hy vọng. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. Anh sẽ như một cái bóng đằng sau Liễu. Anh sẽ giang tay đón lấy cô bất cứ lúc nào cô ấy cần. Còn khi cô ấy vui vẻ, bằng lòng với cuộc sống của mình, anh sẽ lặng lặng đứng từ xa mà chúc phúc cho cô ấy. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Chuyện Bố Chồng của tác giả Nguyễn Quốc Khánh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy bình luận câu nói yêu thích nhất của mình trong câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.